Không, kính bạch sư ông, kính bạch đại chúng. Hôm nay chúng ta có cơ hội tham vấn, vấn đáp với các thầy, các sư cô giáo thọ. Trước hết tôi xin giới thiệu, có hôm nay mình sẽ có vấn đáp với sư cô Hương Nghiêm, sư cô Lễ Nghiêm, thầy Pháp Dung và Pháp Hội. Chúng ta sẽ có cơ hội mình chia sẻ với nhau những cái vấn đề khó khăn trong cái sự tu học. Cái vấn đáp là một cái cơ hội rất là đặc biệt, nó không phải giống như là chỉ có nghe pháp không, mà đây nó là một cái chiều khác để mình có thể giải quyết những cái vấn đề rất là lớn của mình, mà với cái năng lượng tự thân đôi khi mình không giải quyết được. Mình cần một cái tuệ giác lớn hơn, một cái nhìn từ nhiều góc khác nhau để giải quyết vấn đề. Tại vì mình cũng được nghe pháp, thế nhưng mà vì cái tư duy của mình nó có khác nhau, cái hoàn cảnh của mình, cái năng lượng của mình nó có khác nhau, cho nên cái vấn đề nó cũng cần, đôi khi cần thêm một cái sự trợ giúp từ phía bên ngoài, và nó trở nên rất là hữu ích. Và vì thế cho nên mình hãy tận dụng cái buổi vấn đáp này để mình đặt những câu hỏi nó thiết thực nhất cho chính mình hoặc cho người thân của mình. Mình cũng không nên lãng phí cho những câu hỏi về lý thuyết. Tại vì nếu như về lý thuyết tu học, cho dù nó cao siêu đâu, mình hoàn toàn có thể vào thư viện để tra cứu nó được, không nhất thiết phải tốn thời giờ cho những cái ở đây. Thường những câu buổi vấn đáp nó có hứng thú, và càng về sau nó càng hứng thú, cho nên nó bị kéo dài. Cho nên là mình có thể tận dụng được thì nên làm như vậy, chứ đừng nên lấy cái thời gian ở thư viện đem vào đây, nó không cần thiết. Và cái cách thức là mình có thể đặt câu hỏi từ dưới đó, hoặc là nếu mình lên đây, ngồi trên đây để được các thầy các cô giải đáp cái vấn đề của mình. Những câu hỏi hay thường nó sẽ có nhiều cái tuệ giác để mà đưa ra để giải quyết vấn đề cho nó. Nó có lợi lạc không phải chỉ cho người đó, mà còn cho tất cả những người khác nữa. Đôi khi những câu hỏi nó có thể chỉ cần được đơn giản được trả lời bằng một vài câu thôi, nhưng cũng có những cái câu hỏi sẽ được nhiều vị chia sẻ cái thấy của mình. Đấy. Bây giờ mời đại chúng mình thở vài ba hơi, quan chiếu về cái vấn đề của sâu sắc nhất của mình. Nếu như mình cảm thấy cái câu hỏi nó, hoặc là mình chưa có thoải mái khi lên ngồi trên này để đặt câu hỏi á, thường ở trên này thì nó sẽ nhận được cái năng lượng nhiều hơn. Nhưng mà nếu mình chưa thấy thoải mái thì có thể viết giấy truyền câu hỏi lên. Lần lượt mình sẽ trả lời từng cái câu hỏi. Bây giờ kính mời đại chúng. Mình cần một cái microphone truyền ở dưới nếu như có. Dạ, mời bác. Chuông. Trước khi mọi người hỏi thì ngồi đó mình thở, xem cho tâm mình tĩnh lặng một chút. Con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy cô, kính thưa đại chúng. Con là người gan nhất lên đây đầu tiên để xin đặt một câu hỏi. Kính thưa quý thầy, quý cô, con biết ngày mai là ngày thọ quy y tam quy ngũ giới. Một số Phật tử rất lớn chúng ta có thể đến tu viện Lộc Uyển nhiều lần, mà cũng có thể là mới đến. Tuy nhiên, chúng con có một cái thắc mắc là có một số rất lớn anh em chúng con theo các truyền thống khác, thì chúng con đã quy y, có người từ nhỏ, có người mới quy y bây giờ. Thì tại sao khi về làng Mai thì
chúng ta là kêu gọi quy y nữa để làm gì, có lợi gì? Và chúng con nếu quy y thì có quyền giữ lại cái pháp danh gốc của mình hay không? Đó là câu hỏi mà con nghĩ là một số phần lớn những Phật tử chúng con muốn đặt câu hỏi để xin quý thầy quý cô cho chúng con biết, để khi chúng con xin quy y thì chúng con vững lòng hơn, tin tưởng hơn và hết lòng thực tập theo phương pháp của sư ông chỉ dạy. Kính thưa sư ông, kính thưa đại chúng, thật ra đối với làng, cái quý nhất đó là cái sự thực tập, cái vấn đề áp dụng những gì mình được học hỏi vào đời sống của mình. Nên khi khuyến khích quy y là để tạo cơ hội cho mình có thể đem những cái văn giới tướng, cái giới tướng năm giới mà sư ông đã khai thác ra nó cụ thể hơn và áp dụng với đời sống của xã hội thời này hơn. Không nhất thiết mình phải mình không có phải đổi pháp danh hay nhận pháp danh mới, điều đó tùy mình. Tại vì cái sự thực tập với cái pháp danh của mình á, nó cũng là một cái thực tập nữa. Và nếu mình đã có pháp danh rồi đó, và mình chịu nhìn sâu vào cái pháp danh mình đang có đó, nó sẽ giúp cho mình tưới tẩm cái bồ đề tâm của mình khi mình nhận được pháp danh đó. Tại vì sư ông đã cũng như là dạy cho quý thầy quý sư cô từ lúc còn mới vào tu, là cái vấn đề tiếp nối với sư ông đó, nó đã từ lâu rồi, và đã chúng các thầy các sư cô đã giúp thầy đặt năm giới pháp danh cho người Tây phương đó, cũng là lâu rồi. Và đó là một cái pháp môn, cái người đặt tên cũng học và cái người nhận tên cũng học. Ngay cả vẫn không chỉ riêng người Phật tử đã thọ quy y với chúng mình làm ai với sư ông, mà cả những vị tôn giáo khác cũng đã quy y. Cái chính là có thêm được những dụng cụ để mà mình có thể có được cái hạnh phúc, có được cái lợi lạc, bình an trong tâm, chứ không phải là cái phần nghi lễ hay cái phần structure, cái phần cấu trúc của con người. Nó, cái này nó thật sự là tâm với tâm và cái sự thực tập của mình. Con xin bắt đầu như vậy. Cảm ơn quý thầy quý sư cô và đại chúng đang lắng nghe. Mời chú điều này. Dạ, thưa thầy, thưa đại chúng, thưa chú, thì Pháp Dung cũng có quy y chùa Việt Nam ôn mạng giác hồi mà chắc còn tí mới vượt biên qua Mỹ. Thì như mẹ nói, hình như có thấy cái giấy gì ở trong nhà mà chị không biết ở đâu rồi. Thì đó là một cách quy y mà con Phải Dung thì đâu có biết quy y lúc đó là cái gì, rất là chưa biết tiếng Anh chắc. Thì sau này lớn lên đi chùa với mẹ mỗi chủ nhật thì thấy rất là nhiều người đi chùa. Thì Phải Dung cũng lớn trên vùng Los, thấy những như mỗi chùa có Phật tử của chùa đó. Thì quy y thì mình loyal là cái gì, giống như là mình trung thành với cái chùa đó, thầy đó. Như nó hơi giống như vậy đó, không biết có đúng không. Riêng cho làng Mai ấy, thì không có quan trọng mấy cái đó.
khi mình quy y á, là mình hứa là mình sẽ thực tập. Nên đặc biệt cho cái quy y của khi mà mọi người tham dự khóa tu bên Pháp, bên Đức, bên mấy người Tây Phương á, họ cũng là người Thiên Chúa Giáo, cũng Công Giáo, họ cũng là có người kêu là Muslim nữa, Hồi Giáo. Có người kêu là không có tôn giáo nữa, Atheist nữa, họ cũng quy y, mà họ cũng xin pháp danh, nó hơi là lạ. Thì quy y này không phải là mình thành người Phật tử. Đối với người Tây Phương đó, không phải là mình là kêu là con của Phật, nhưng mà mình là hứa mỗi hai tuần đó, là mình đem cái giấy, cái gì, tiệp hồ giới, tiệp hồ giới ra, mà để mình đọc. Thầy thường với thầy với sư cô ở khóa tu ở Tây Phương á, thì họ cứ hỏi như vậy, giống như là now am I a Buddhist? No, you're not a Buddhist. But you will practice some of the teaching of the Buddha. Nó khác á. Nên nó cho phép là người kia họ có thể theo một tôn giáo khác, nhưng mà họ thực tập cái đạo của con người kêu là mình kêu là Phật. Thì nó hơi ít cái chất tôn giáo, mà nó nhiều cái chất của đạo giáo, đạo gì, đạo Phật. Thì nó hơi khác cái chỗ đó. So when you quy y bên làng á, là mình hứa là mình sẽ đem ra để mình đọc ít nhất là một lần, hai tuần. Nếu mà ba tháng á, mà mình không đọc á, là kêu là hết Phật tử luôn. Hết Phật gì đó, hết đạo Phật luôn. Tức là giống như mình đi đại học mà mình không có đi lớp á, thì cái đó rất là mình quy y á, là mình gì đó ghi danh cho cái lớp đó, mà mình phải show up cho lớp. Mà không đi lớp thì giống như mình có cái được registration không? Cái đó không biết cái gì. Khi mình ghi danh nhưng mà không đi lớp thì ghi danh nó cũng giống như là không. Thì đối với khi mà thọ giới mà có cái lễ đó là you are registering to go to class. Đó, cho nên mình đem về nhà là đừng có bỏ cái điệp thọ giới giữa hai cái cuốn sách trong cái kệ nào đâu đó, hay là trong cái tủ. Thì cái nó hơi khác, mình emphasize là gì? Mình nhấn mạnh là cái này không phải là Phật ở ngoài hay là Phật là ở trên chùa, này là Phật trong mình. Cho nên mỗi lần mình lấy cái điệp hồi giới ra, mình đọc á, đọc có thể riêng một mình trong nhà hay là với một tăng thân á, là chính cái hành động đọc đó là mình ôn lại đó. Thì cái từ từ cái sáng nó sẽ có, giống như một cái chữ mình tuần đó mình đọc cái sao tự nhiên cái chữ hay là cái câu đó nó dính, nó ồ dạ, đúng rồi ha. Hai tuần vừa qua như cái miệng mình nó hơi chua chua. Thì đó là Phật tánh đó. Đó là chính là đạo Phật đó. Mà cái đó nó không phải là nhờ mấy cái thầy ở chùa hay là đi đâu hết. Cho nên cái đó là cái essence, là cái chất cái cốt tủy của làng Mai. We don't care if you come here or you don't come here, if you trung thành or trung, you have to be phải trung thành đối với mình, hứa với mình hứa cái gì. Có người là hứa một giới thôi, mình họ làm đàng hoàng, họ hứa giới thứ ba, giới thứ năm, họ chưa gì đó hứa giới thứ nhất được, nhưng mà họ làm rất là đàng hoàng. Vì đó là cái mà Dung thấy lâu nay ở làng, we don't keep track of who you are, if you're Phật tử làng Mai hay là Phật tử gì hết á, mình cũng quen luôn á. Nhưng mà chính là khi mình lạy xuống mà mình thọ giới á, mình có sincere không, mình có gì đó thành thật không? Tại mình á, mình gạt người khác được, gạt mấy thầy cô mình gạt, mà gạt mình không được. Thì cái đó nó hơi đặc biệt.
Thì mong chú mà mọi người phải hiểu cái đó. Mình chưa sẵn sàng làm hết lòng á, đừng có thọ. Tại vì Phải Dung thọ lúc nhỏ tuổi đâu có biết mình thọ gì, cũng đâu có understand, là đâu có hiểu. Cái đặc biệt của làng là mình phải hiểu, mình muốn đổi cái đời sống của mình, đổi cái lời nói của mình, đổi cái thấy của mình đối với mọi người, thì mình phải rất là, khi thọ giới nó, mình có sẽ có cái sức mạnh, cái năng lượng của nhiều người yểm trợ trong giây phút đó. Mà mình có thể, nếu mà mở lòng ra, mình sẽ hưởng được cái năng lượng đó. Mà nó làm cái lông gì trên da mình nó rất là cảm. Thế bây giờ có nhiều người họ sau khi xin lỗi không nhưng biết rồi, nhưng mà cái này rất là it's very important. Lúc đó mình thành thật á, là nó sẽ đi vào tế bào của mình, nó đi vào sâu lắm. Cho nên đừng có quay thường một buổi lễ nếu mà mình hết lòng á, có mặt. Và khi mà lời nghe mà quý thầy đọc á, mà lúc đó mình đem cái lời nó mình vào cái cell của mình á, tế bào của mình á, thì đó là tổ tiên của mình đó. Mình đang hứa với tổ tiên trong tế bào. Mà lúc đó khi mà mình cần á, mình về nhà mà mình gặp khó khăn á, thì mình lạy xuống lại trước bàn thờ á, thì những cái năng lượng đó nó sẽ sống lại, thấy không? Đó là tổ tiên đó, không phải là trên bàn thờ đâu, nó trong tế bào. Nên buổi lễ đó là đại diện cho ông bà tổ tiên đang truyền đó, tại mình đánh mất lâu nay. Thì một buổi lễ đó Phải Dung rất là cảm động, thấy rất là nhiều người Tây Phương họ khóc. Họ khóc mà thấy họ thật sự hết lòng. Mà Phải Dung thấy ông chế ra một cái lễ hả? Mình rất là không có tôn giáo, mà là làm cho mọi người kết nối lại với tổ tiên của họ, ông bà của họ. Mà Tây Phương mình đang mất cái đó, mình mất liên hệ với gốc rễ của mình. Mà xin chúc chú tiếp tục tu. Quy y nó là một cái quy y và thọ năm giới. Nó không phải chỉ là một cái trao danh hiệu rồi xong, mà thực ra là mình được trao tặng một cái nền tảng để thực tập. Thế cho nên là vì sao mình ngay cả từ của làng Mai đôi khi cũng được khuyến khích là thực tập thọ trì tam quy và ngũ giới trở lại. Nhưng mà thực ra cái tên gọi của nó thì cái bản chất của nó là việc thực tập nằm ở trong năm giới trên đâu. Cho nên ở xã hội phương Tây này, ví dụ như ở Mỹ hoặc ở Pháp, mình có thể bỏ trong cái lễ đó, mình có thể bỏ đi cái tam quy. Chỉ truyền năm giới thôi. Tại vì trong cái tuệ giác của sư ông thấy rằng là cái bản chất của tam quy thực ra nó nằm ở trong cái sự thực tập của mình. Nó nằm ở trong năm cái phép thực tập chánh niệm đó. Trong cái năm cái phép thực tập chánh niệm đó, nó giàu có hơn xưa rất là nhiều. Bây giờ nó có cả tứ diệu đế, nó có cả bát chánh đạo, nó có cả các pháp môn thực tập trong đó nữa. Và khi mà mình làm được điều đó, một phần điều đó, thì cái năng lượng của bụt, của tổ, nó xuất hiện ở trong con người của mình. Thì như vậy tự khắc về bản chất nó là một cái sự quy y rồi, một cái sự hướng về rồi. Tam quy của mình nó cũng là một cái quá trình của cái sự thực tập. Nó không phải chỉ là tuyên xướng cái danh hiệu rằng là tôi là Phật tử, nó không phải như vậy. Nó là cả một cái quá trình thực tập. Đại chúng có thể nhìn kỹ vào đó. Mới đầu là con về nương tựa bụt, mình đã nhìn nhận cái sự thực tập nó ở bên ngoài, mình cần phải nương tựa vào đó. Rồi sau đó đã về nương tựa bụt là cái sự thực tập của mình nó có mặt trong đó. Rồi về nương bụt trong con, mình đã thực tập sâu hơn và mình thấy được cái năng lượng của bụt ở trong mình. Giống như cái bài hát ngày hôm qua thầy vẫn đang hát buổi cuối, nó rất nó nghĩa, nó cũng chính xác là như vậy. Để bụt thở, tại vì mình chỉ thấy cái thực tập ở bên của bụt thôi. Sau đó dần dần là mình tham dự vào, dần dần là mình thấy năng lượng đó cũng là ở trong mình. Mình thấy rõ đó là một cái quá trình thực tập, phải không? Nó được chuyển thành lời bài hát, nhưng mà nó cũng là quy, nó cũng là cái sâu sắc của cái quá trình thực tập.
nó có sự thăng tiến rõ ràng trong, nghĩa là có kết quả trong cái quá trình của cái sự tu học. Vì vậy cho nên nó cần được kết nối liên tục. Thế nhưng mà bây giờ mình quay lại với cái vấn đề của bác, thế tại sao phải quy lại? Thế nếu như, mình cái quá trình đó nó bị khiếm khuyết, nó bị đứt đoạn thì mình cần phải làm mới lại. Mình không cần phải nghĩ rằng quy y của cái lần đó là một cái lần bỏ đi của lần trước, nó không phải như vậy. Nó là làm mới thêm, nó là thêm vào. Sư ông khuyến khích mình luôn luôn giữ cái truyền thống tâm linh mình đã có, chứ không phải là bỏ cái đó đi thay bằng một cái mới hoàn toàn, nó không phải như vậy. Rất có thể trong cái quá trình đó nó sẽ xảy ra cái xung đột. Chính Pháp Hội cũng làm như vậy. Trước khi đi xuất gia thì Pháp Hội có pháp danh là Thiện Trí. Thì khi đến làng, nhưng mà Pháp Hội cũng xin xong cho con tiếp tục giữ cái pháp danh đó. Nhưng mà con cũng muốn nương tựa sư ông. Thì giải pháp rất đơn giản, thêm một cái chữ tâm vào đằng trước, tâm thiện trí. Nó là rõ ràng là pháp danh của làng mái, của sư ông. Nhưng mà cái năng lượng kia nó vẫn còn từ đó. Và cho đến bây giờ, Pháp Hội chưa bao giờ quên cái năng lượng mà Pháp Hội được truyền năm giới của truyền thống. Nó cũng rất là sâu sắc. Thì Pháp Hội xin chia sẻ cái cách đó với bác. Mình làm theo cái rằng là bây giờ mình có thêm một cái rễ nữa, một cái nhánh rễ khác nữa để giữ cho mình nó được vững chắc hơn, được phong phú hơn, chứ không phải là nó phải thay bằng một cái mới. Bởi vì trong mỗi lần mình thọ giới là một lần tình cảm, một lần cái tôn kính của mình với vị thầy đó nó được tạo ra. Và cái giá trị đấy nó sẽ có mãi. Nếu như mình không trở thành một con người phải không? Thì cái giá trị đấy nó có mãi. Và bây giờ mình có thêm một vị thầy khác, bởi vì cái giá trị của vị thầy này cũng rất là xứng đáng để cho mình nương tựa. Cho nên lý do vì sao mình trong giáo mình có thể không truyền tam quy, mình truyền năm phép thực tập chánh niệm thôi, nhưng mình cần phải hiểu rằng trong bản chất đó nó chứa đựng cả ba cái kia. Nhưng vì ở xã hội chúng ta có những cái truyền thống tu học khác, họ có những cái luật của họ là không được đi nương tựa những cái chỗ khác, họ muốn giữ cái chỗ đó. Thì bây giờ mình cũng muốn cho người ta cái cơ hội để thực tập đó, cho nên mình bỏ cái tam quy ra bên. Nhưng mà với người Việt thì vẫn có cái tình cảm với cái vị thầy đó, mình hiểu rất rõ, mình được nương tựa vị bổn sư, mình được nương tựa vị thầy, mình được nương tựa cái tăng đoàn đó, cho nên là đôi khi mình cũng vẫn có cái nhu cầu, mình bỏ ra lâu rồi nhưng mà cũng vẫn nghe mình rằng là tại sao lại không. Ở Việt Nam thì mình truyền đủ cả ba quy rồi, sau đó mới truyền năm phép thực tập chánh niệm. Nhưng ở vì sao, lý do vì sao không có. Thế nhưng bản chất nó vẫn được truyền và đầy đủ, thì bạn có thể hiểu theo hướng đó, không có nghĩa là mình phản bội hay là không trung thành nữa, mình có thêm. Ông vẫn nói cái ví dụ rất dễ, ăn cơm bây giờ ăn thêm phẩm nó cũng được. Vậy nên giờ mình cùng nhau nhớ cái chi tiết đó, nó rất dễ để chấp nhận, không có gì cả. Pháp Hội cũng vẫn giữ lại cái cũ nhưng thêm cái mới, và cái mới cũng giàu có, và mình thấy rõ là nó giàu có hơn. Thì xin chia sẻ với bác như vậy để cho kính bạch sư ông, kính bạch thầy và sư cô cùng đại chúng, con có câu hỏi. Trong đời sống hàng ngày
Khi mà mở mắt ra thì mình tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp, nhưng mà làm sao mình có cái cách để buông bỏ những cái trí giác sai lầm trong mình. Cái câu hỏi về khi mà hàng ngày thế mình mở mắt ra hay mình thức dậy là nó có những cái năng lượng nó đi vào trong mình thông qua các giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể hay hành động, thì trong cái quá trình đó đúng là nó có xảy ra những cái tri giác sai lầm, bởi vì mình tiếp nhận nó, nhưng mà rất có thể mình chỉ tiếp nhận nó trên cái hình tướng, nhưng còn cái bản chất của nó mình không tiếp cận được. Trên trong quá trình đó nó có những cái tri giác sai lầm, mà thậm chí nó có thể đi xa hơn là bởi vì trong mình nó cũng đã có vốn có những cái năng lượng khác nữa, nó được đem lên để so sánh sau đó với cái mà nó có trước đó. Những cái mà nó ở trong trước nó luôn luôn có ưu thế hơn. Và chính vì thế cho nên cái cơ hội để mình tiếp xúc với cái bản chất nó sẽ ít hơn, và chính vì thế nó mới có cái tri giác sai lầm. Tất nhiên còn những nguyên nhân khác nữa, thế nhưng mà vì trong cái quá trình tiếp nhận những cái từ cái ngũ quan của mình, nó có cái sự sai lệch đi, nó có cái sự trở trên bề mặt mà thiếu cái đi sâu xuống bản chất. Cho nên mình có thể có cái cách để cho nó bớt cái tri giác sai lầm đi là mình tìm cách tiếp cận với cái bản chất của sự việc nhiều hơn. Một trong những cách đó là sử dụng thiền quán để đi sâu vào cái bản chất của cái sự việc mà mình tiếp cận hàng ngày. Thí dụ như một cái câu nói đó mình thấy mình hiểu nó khác, nhưng mà rất có thể cái người nói câu đó lại không phải là mang cái ý đó. Có thể cái hình ảnh mà mình được tiếp nhận đó nó lại là một cái ý khác chẳng hạn. Thí dụ như vào đây có các là mình nhìn phía đằng sau thiền đường đây có hình ảnh kia, nó được thiết kế giống như là một cái hình ảnh của nhà thờ, nhưng mà lại truyền tải một cái ý khác. Thì pháp hội phải tiếp đón rất là nhiều vị thầy khách đến thăm, thì họ tại sao nó lại giống như nhà thờ vậy đó. Cùng một cái hình ảnh nhìn không cần giải thích mình có thể hiểu liền, mình có thể tiếp cận cái ý liền, nhưng mà có vị cũng cái hình ảnh đó nhìn khác thì như vậy là một loại tri giác khác rồi phải không? Mình khoan nói nó là sai lầm hay không? Đấy, một cái ví dụ cụ thể như vậy. Thì thiền quán để giúp cho mình bớt những cái tri giác sai lầm đó. Nếu như mình nhận thấy rằng mình có tri giác sai lầm đã là một cái may mắn rồi. Đôi khi mình cứ cho rằng cái biết mình đã đúng, thì cái thiền quán là một cơ hội để cho mình chỉnh sửa những cái tri giác sai lầm đó. Mình không thể nào né hết hoàn toàn những cái tri giác sai lầm, nhưng mình có cơ hội để chỉnh sửa nó. Thì học thiền là để làm cái việc đó, chứ có thể dành thêm chút thời gian cho thiền quán trong cái thời gian hàng ngày của mình, nó sẽ bớt được cái phần trí giác sai lầm đó. Con kính bạch sư ông, con kính thưa quý thầy, quý sư cô, con kính thưa đại chúng. Con xin phép chia sẻ một chút cái kinh nghiệm tu học của con với cái câu hỏi của chú. Con thấy mỗi lần mà con nhìn và con nghe mà cùng lúc với những cái suy nghĩ, mà cùng lúc cái đầu con nó đang làm việc, nó suy nghĩ đó, thì phần lớn những cái gì mà con thấy và con nghe nó đều là sai hết.
Thành ra khi mà con nghe và con nhìn, và con chỉ nhìn và nghe thôi, và có mặt với mình, với cái hơi thở của mình á, thì con không có đưa cái sự suy nghĩ của con vô cái sự nghe, sự nhìn của con á, thì nó không có tạo ra những cái tri giác ở trong. Trong những cái buổi họp á, trong tu viện thì quý thầy, quý sư cô cũng có rất là nhiều những buổi họp. Tuần nào cũng có ít nhất là một buổi họp hoặc là hai. Thì khi mà mình vô buổi họp á, mà mình ngồi mình lắng nghe quý thầy, quý sư cô khác chia sẻ, mà nếu mà mình mang cái đầu của mình ra để mình nghe đó, thì mình hay sẽ bị có tri giác. Ví dụ như sư chị của con mà nói điều đó, nhưng mà cái đầu của con nó đang suy nghĩ, thì có thể ý của sư chị như vậy, nhưng con hiểu hoàn toàn khác. Bởi vì con hiểu theo cái tri giác của con, theo những cái gì đó con đang suy nghĩ ở trong đầu. Hoặc là khi mà sư em con đang làm một điều gì đó, mà con nhìn cái hành động của sư em con bằng cái suy nghĩ, bằng những cái gì nó đang có trong đầu con, thì con cũng hoàn toàn nhìn sai cái hành động của sư em con đang làm. Thành ra khi mà con có sẵn những cái tri giác, những cái suy nghĩ, những cái so sánh, những cái phán xét, hoặc những cái tự bảo hộ, tự bảo vệ cho mình ở trong đầu con, thì con nhìn và con nghe luôn luôn là sai, và hầu như là không bao giờ đúng hết. Thành ra cái thực tập của con sống ở trong chúng với quý thầy, với sư cô, nó là con luôn luôn thực tập và luôn luôn nhắc nhở mình, và luôn luôn trở về với mình, tiếp xúc với cái thân của mình, cái bằng qua cái hơi thở, và tiếp xúc với cái gì nó đang xảy ra trong đầu của mình. Và khi mà mình thấy có những cái suy nghĩ, có những cái này kia, thì mình lập tức mình bỏ, mình buông nó, để mà mình không còn giữ lại cái gì. Thì lúc đó mình mới có thể thực sự lắng nghe và thực sự nhìn thấy những cái gì nó đang xảy ra bằng cái sự thật của nó, mà không có thêm bớt bằng cái tâm của mình vô. Thì cái sự thật đó nó mới có thể thực được, và cái tri giác sai lầm nó mới có khả năng, nó mới ít khả năng để nó xảy ra được. Còn nếu con nghe với cái đầu của con á, thì hầu hết là những cái thấy và cái nghe của con nó đều sai hết. Có những khi mà mình nghe rồi, mình nhìn rồi, và mình cũng đã thực tập rồi, nhưng mà vẫn không có tránh khỏi được cái tri giác của mình á, thì con cũng thực tập là con sẽ tìm cái thời gian sau đó để kiểm tra trực tiếp về cái điều mà mình nghe và mình thấy đó. Nó có đúng như là mình thấy và mình, nó có đúng như là cái tri giác của mình nó nghĩ là như vậy hay không? Để mình, nếu như mình đang có tri giác á, thì nó cũng có cho mình một cái cơ hội để mình check, để mình kiểm tra. Và nếu như nó là tri giác, nó là chỉ là tri giác của mình thôi, thì mình giải phóng được mình, và mình cũng không có làm tội, làm khổ cho cái hoàn cảnh hay cho cái người mà mình đang có cái tri giác đó. Thành ra thì sống ở trong tăng thân, trong tu viện, và được học và được tu, và hàng ngày được học từ quý thầy, với sư cô, từ các sư chị, sư anh, sư em của mình á, thì giúp con luôn luôn nhắc nhở mình để mà nhìn và nghe như vậy, thì nó tránh được cho con những cái tri giác sai lầm đi. Bởi vì sư ông thường dạy mình rằng là 95% là tri giác của mình đều là sai lầm hết, đã là sai lầm rồi, và có thể ít hơn 5% nó là đúng thôi. Thành ra thì con luôn luôn nhớ điều đó để mà kiểm tra cái tri giác của mình. Mặc dù là chính mắt mình nhìn thấy, mặc dù chính tay mình nhìn thấy, nhưng mà cái tỷ lệ đúng nó chỉ có vài phần trăm thôi. Dạ, con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe.
Kính thưa Thầy, quý sư cô, cô chú bác, con có một câu hỏi để con có thể, con muốn biết để có thể mình học tập và thực tập hơn nhiều hơn. Con biết rằng trong mỗi chúng ta đều có nỗi sợ hãi, nhưng mà nhiều người có nỗi sợ hãi bình thường, nhiều người có nỗi sợ hãi rất là lớn, nỗi sợ hãi rất là lớn mà mình không có thể đụng tới và mình không có thể nhìn nó, mình không có thể tiếp cận nó. Thì con muốn hỏi quý thầy sư cô ngồi trên đây, ví dụ như quý thầy cô không phải là một người tu, bây giờ đặt bản thân như mình là một người bình thường trên cái cuộc sống này, thì khi mà gặp một cái nỗi sợ hãi cực kỳ sợ hãi mà mình không có thể đụng tới nó và mình nhìn thấy nó và mình có thể chạy đi, thì nếu như quý thầy sư cô có thể làm sao với cái kinh nghiệm của mình để có thể chụp đụng tới nó và không có thể sợ hãi, giống như là không có thể sợ, giống như là mình sợ chết ngay bây giờ hay là bị sao? Thì câu hỏi con là vậy. Giống như là mình có một nỗi sợ, giống như là mình sợ chết, giống như là mình có thể chết ngay bây giờ, mình ngồi mình có thể chết ngay trong một giây, tim mình đập rất là nhanh, mình rất là sợ. Kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng, Pháp Duyên chia sẻ một chút kinh nghiệm về cái sự lo lắng và sợ hãi. Dùng được lớn lên bên Mỹ, rất là sợ không có công việc làm, sợ sau khi về hưu là không có đủ tiền để mình gì đó để thoải mái. Sợ là mình không có bảo hiểm, không có ai sẽ lo cho mình sẽ nằm đó mà không có thuốc men. Thì hồi xưa học đại học là có một người bạn rủ Pháp Dung phải gồn tiền lại để đóng góp để mình có một cái retirement fund. Lúc đó là mới ra đại học thôi mà phải lo khi mình già. Thì nói về sợ hãi, Pháp Dung nhớ lại mấy cái mà hồi mà còn cư sĩ á, trời ơi sao mà người bạn của mình nó nuôi dưỡng cái sợ đó, mình không biết mình có thì không, mà tự nhiên mình hang around với nó cứ nói miết á, cái sao mình cũng sợ nó, đúng rồi ha, mình phải đóng góp một chút tiền đưa cho ảnh bỏ vô gì đó chơi stock của ông ba để mình rồi sau đó cái mỗi tháng á ảnh lo stock lên xuống thành cái sợ khác. Dung nói cái đó là sự thật, vui thiệt. Đã mua một cái chiếc xe, phải Dung lúc đó lái cái xe cũ Honda, Toyota Tercel, thì đại học năm thứ hai được mua xe rẻ ISM gì đó, radio giờ nó so nice vượt. Rất là không có gì đó lo lắng, là vì đơn giản cho nên chạy bền, mà xăng thì khoảng tuần rưỡi với đổ. Bạn của mình thì giàu có, người Đài Loan đồ, thì mua xe Lexus màu đỏ, mà mỗi lần đi ăn với ảnh là ảnh cứ lo là đậu xe ở đâu, tại vì sợ người ta đi cà cà cái sơn á. Trời ơi, ngồi ăn với ảnh là mình thấy mình lo luôn á. Nó có nhiều cái giai đoạn sợ lắm. Phải Dung nhớ lại mấy cái sợ sợ kêu là nó kích thích với mình, tự nhiên không có gì nhưng mà mình tự nhiên cũng lo theo nó. Sau này đi tu thì cũng nhìn, cũng
thấy thực sự cuộc sống cũng rất là mong manh ha. Dạ, rất là mong manh. Mà mình càng có nhiều thời giờ á, thì Phi Dung thấy mình càng phải nhìn nữa đó. Tại vì mình bận rộn á, thì mình sẽ không có bao giờ nghĩ đến ngày nào đó mình sẽ nằm trong bệnh viện, mình sẽ có ống ở trong lỗ mũi của mình. Đó. Mà mình phải thấy cái đó, mà mình phải tiếp xúc với cái đó, mình thấy mình sẽ bệnh. Mà quý thầy sư cô thì trong tu viện được khuyến khích là phải quán về cái hình ảnh đó mỗi ngày. Buổi tối thì hồi Phi Dung mới vô tu viện thì cũng quán chiếu, mình nằm trong cái đơn á. Thì Phi Dung nhớ cái bài tập của Phi Dung là tưởng tượng mình nằm không phải trên cái đơn mà trong cái đơn, tức là trong cái hầm. Mà cái đó là thực sự nó cái hầm. Ừ. Thì quý thầy nằm trên cái đơn, cái là cái giường á, giống như cái hầm, nó mở cái nóc một cái, mà trong đó là có đồ của quý thầy sư cô, nhưng mà Phi Dung thích nằm trên đó mà nên nằm trong đó. Lần đầu tiên Phi Dung nghe ông giảng một cái bài về cái nhà thơ nào á, mà nói về cái câu hỏi và cái câu Phạm Bình Chương, mình nói về cái tiếng của cái đinh á, trên cái hầm á. Oh, I love that poem. Nó rất là tỉnh. Cho nên những cái sợ đó nó có thể là tiêu cực, tại vì nó làm mình lo sợ, hay là có thể nó làm cho mình rất là quý sự sống. Cho nên khi mà mình quán chiếu về cái đó, mình không có lo sợ, mình thấy nó là mình lo sợ thì mình, tại vì mình không có cái thời gian để mình chăm sóc nó, cho nên nó là tưởng tượng nhiều hơn, nó kêu là irrational, nó rất là gì đó, irrational là không có thiệt á. Mà nếu mà có thời giờ là mình sẽ thấy sự thật là như vậy. Nếu mà bình tĩnh á, mình tiếp xúc với nó đó, thì từ từ mình sẽ quý chính cái đời sống của mình. Mình sẽ quý người mà đang sống với mình. Thì mình chuyển hóa cái lo sợ, tức là rác đó, cái khổ đau đó, của bệnh và chết đó, thành cái mình quý. Mình nhìn mẹ mình mà còn sức khỏe là mình rất là wow. Qua chừng vài tháng nữa mẹ sẽ nằm trong bệnh viện, nên mình đi bên cạnh mẹ, hay là mình gọi điện thoại mẹ, mình nghe tiếng lời của mẹ thì mình quý. Thì đó là cái kết quả của tu mà quán, để thấy cái mà nhiều người sợ thì thực sự nó làm cho mình quý hơn, nó thành hoa. Nên cái mình thực tập á, nếu mà đúng á, thì mình có thể chuyển hóa hết tất cả, từ lo sợ, từ giận, từ mấy cái mà không có tốt á, mình có thể có thời giờ mình nhìn á, mà mình sẽ nó sẽ có một cái mặt khác. Thì đó là kinh nghiệm của Phi Dung trong sự thực tập, nó giúp cho mình bớt lo. Và là hồi xưa Phi Dung cũng có năng lượng của ba mẹ và ông bà, thì có những cái phải chạy giặt mà có rất là nhiều cái lo, và Phi Dung cũng có đó trong cái thân của mình. Nên có những cái lo trong tâm của mình, trong thân của mình á, mà được trao truyền từ năng lượng của ba mẹ, cái đó nó không có cái tên, thì nó không có, it's very irrational. Nó giống như cái tay của mình nó ngồi không yên á, nó rất là, nó không có nó rất là anxious. Hồi xưa Phi Dung cũng khi mà hồi tập thiền á, thì cái nhúc nhích không có ngồi yên, mà từ từ yên lại thì Phi Dung khám phá ra là nó là từ một cái năng lượng của ông bà mà phải trốn war for many generations. Mà cái năng lượng đó mà mình giúp cho nó yên xuống lại, mình dùng hơi thở. Thì Phi Dung dùng cái buổi ngồi thiền để an lại. Mà cái dấu hiệu của nó là cái tay của mình. Có những người á, mình cầm cái tay của họ nó rung,
nó không có khí, nó rất là mong manh, dễ khóc, nói chút một cái là khóc, thì cái đó là đang bị bế tắc, nó cái khí nó it's not flowing. Đó là có khi không phải là nó có tên, nhưng mà nó có khi là được trao truyền từ ông bà. Mà khi mình ngồi thiền hay mình đi thiền hành hay mình làm một cái động tác gì đó, mà nếu mà mình theo dõi hơi thở mà có chánh niệm đó, là mình sẽ thấy nó. Tự nhiên mình cầm cái chuông lên mà nó rung, sao từ từ mình huấn luyện. Huấn luyện có cái là out breath đó, khi mình thở ra buông mà mình chấp nhận nó. First là mình phải chấp nhận nó để nó mới yên. Mình cố gắng á, mình chưa chấp nhận nó mà muốn làm cho nó yên á, là nó càng rung. Thì đó là rất là trực tiếp về năng lượng qua mình. Đó là cơ thể, mà mình có thể dùng cái cơ thể để mình huấn luyện đó. Khi mình rửa chén tự nhiên có cái gì mà nó thúc mình, nó muốn làm cho nó nhanh, mà nó răng. Cái đó cũng là sợ hãi. Nó cái gì đó giống như không có đủ thì giờ hay làm sao á. Thì lúc đó mình cứ buồn, thả hai cái vai xuống, xong mình rửa một cái chén, một cái bát rất là nhẹ. That's what I did when I was in bên làng á. Mình nhớ mấy cái lần đầu tiên mà mình rửa bát, rửa chén mà mình rất là enjoy, mà mình ngừng lại trong giây phút đó. Sau từ từ nó thành cái thói quen, cái sau cơ thể mình nó buông thư. Sau từ từ cái buông thư nó làm cho mình thấy rõ hơn, tại vì nước nó lặng rồi. Có khi mình có thể analyze để quay cái góc đó, quay lịch sử của ai. Có khi you don't need to, đừng có cần psychoanalyze all my parents. Mình có khi mình chuyển nó bằng cái thân thôi, qua cái thực tập về đơn giản an cái thân, từ từ cái lo sợ của mình nó sẽ yên. Nó hai cái, có khi là mình dùng quán để mình thấy, mình hiểu, mà mình thoát cái thấy của mình ra, cái view mình giúp cái quán. Có khi là mình dùng cái thân yên lại, thì từ từ cái tâm nó cũng theo. Cái Phó Dung được học là trong làng là mình có nhiều cách. Phải Dung trừ thấy cái mà sợ hãi nhiều nhất đang được huấn luyện á, là cái điện thoại. Cho nên mỗi lần qua Mỹ là thấy con người rất là anxious, rất là sợ hãi. Mà mỗi lần cái phone gọi á, là mình sợ. Có người sợ là sẽ có tin không tốt. Mình thấy tội, giống như là được huấn luyện cái cách khác. Cho nên mình về tu viện là để mình huấn luyện lại, mình nghe chuông á, thở, mình an lại, mình nói không cần lo sợ. Giây phút hiện tại mình đang sống, mình đang sống cho ba, cho mẹ. Đó là cách mà Phải Dung được huấn luyện để chuyển hóa ba mẹ và ông bà của mình đó, ở trong cơ thể của mình. Mà càng ngày càng thực tập thì mình sẽ thấy sâu hơn về cái nguồn của cái lo sợ đó. Kính thưa thưa ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con chỉ xin góp góp thêm chút xíu là riêng cá nhân Hân Nghiêm thì là cái sợ chết thì không có đó, mà cái sợ nói trước đám đông. Cái chính đối với Hân Nghiêm là cái mình có cái sợ là tại vì mình không hiểu cái đối tượng mình đang sợ. Nghiêm biết rõ là cái tính của mình là không có nói trước đám đông được. Thì lúc còn lớp 9 ấy, qua từ cũng mấy năm mà phải mình biết là mình trong đời sống của Mỹ, bên Mỹ là phải assertive hơn, nó phải assertive mạnh dạn, phải mạnh dạn hơn, mà nhất là gái người Việt nữa, đâu có mạnh dạn, không ít khi mạnh dạn, nên mình phải tập. Thì Hương Nghiêm tự ghi danh cho mình vào cái lớp debate đó, cái lớp để mà tranh luận, và phải tập thôi.
Thì tưởng đến lúc mà đến qua làng đi tu, tưởng là mình đi tu thì lên núi và ngồi yên thôi, đâu có phải tiếp xúc với nhiều người. Nhưng mà lại vào của tăng thân của sư ông lại là đi ra tiếp xúc nhiều. Và cũng như là sư ông nói mình là con người của thế giới rồi con ơi. Nên cái cách mà Nghiêm học đó, là mỗi lần chia sẻ đó, Nghiêm thấy là cái gì mình đang muốn chia sẻ nó phải xem nó giống như nó lợi ích cho người nghe, thì Hương Nghiêm thấy được cái khía cạnh đó thì Hương mới dám, mới có được cái đủ cái can đảm để mà chia sẻ. Nên cái vấn đề là mình hiểu được mình, và mình tìm hiểu thêm cái đề tài mình, cái phần mình không hiểu đó, để mình có thể có được thêm cái thật sự của nó, cái bản chất của nó. Chứ khi nào mình nói là mình sợ cái chết, hay mình sợ về mình có cái lo lắng gì đó, nhưng mà cái lo lắng nhiều nhất trong đó là tại vì mình không có cái, mình không, nó có cái unknown. Giống như nó là cái điện thoại mình mở ra cái á, là mình nghĩ liền là có cái tin không lành. Thì khi mà mình lắng tâm lại, theo dõi hơi thở để mình có thể có cái sự bình an, thì bất cứ cái tin nào nó đến á, mình có cái bình tĩnh đó để mình có thể đối diện với những bất cứ cái tin nào. Nếu là tin mừng á, thì mình cũng có thể chia sẻ được thêm. Mà nếu mà không phải tin mừng á, mình có cái sự vững chãi đó để mình, cái tỉnh táo đó để mình làm những gì mình cần làm với cái tin không có được lành đó. Con xin góp ý thêm như vậy. Kính thưa đại chúng, trong chúng ta nó có cái nhiều cái nỗi sợ, mà cái năng lượng của nỗi sợ nó rất là mạnh. Một bất cứ thực thể sống nào cũng có sợ cái chết. Mình, một con người sống, mình sợ chết cũng rất là mạnh. Những năm đầu khi đi tu, cậu chưa có năng lượng nhiều của cái sự quán chiếu, chưa có cái năng lượng của cái sự vững ở trong lòng mình. Nên khi nghe người thân của mình, ba của mình, mẹ của mình, bởi vì ba mẹ có cậu lớn tuổi rồi, lúc đấy nghe tin bị bệnh, thì cái bất an trong lòng nó, của cậu nó nổi lên rất là mạnh. Và nếu như cậu nghĩ, nếu như ba có cậu ra đi hoặc mẹ có cậu ra đi thì mình sẽ như thế nào? Cậu chưa bao giờ quán chiếu được cái tình trạng đó nhiều hơn 15 giây. Cái năng lượng kia nó lớn quá, mình mất đi một cái nguồn yêu thương, mình được ba mẹ thương yêu rất là nhiều, bây giờ tự dưng mất đi một cái nguồn yêu thương đó, nó khó chịu vô cùng. Cái năng lượng đó nó đè mình, không chống đỡ nổi. Mặc dù trong cái bài tập quán chiếu của người tu nó có cái phần, thí dụ khi người thương yêu của mình mất đi, ra đi, tại vì sẽ không có ở với mình mãi mãi. Mặc dù cái lý trí mình hiểu, nhưng cái năng lượng đó nó lớn quá đi. Và chưa bao giờ Pháp Hội quán chiếu được nhiều thời gian dài về cái chuyện đó. Thế nhưng mà sau đó nhiều năm, hồi 2011, khi mà Pháp Hội ra đi, Pháp Hội ngạc nhiên thấy rằng mình có thể hoàn toàn có thể chịu đựng cái đó một cách tương đối nhẹ nhàng. Thậm cũng không khóc nữa. Thì những người xung quanh rất là ngạc nhiên, là bởi vì cái thời gian đó nó khác với những cái lúc đầu tiên. Bởi vì cái lúc đầu tiên đó không có cái năng lượng để mà chuyển hóa được cái nỗi sợ đó, không có cái năng lượng để mà ôm ấp được cái nỗi sợ đó. Và giờ đây Phật cũng không sợ cái chết của Pháp Hội nữa. Mình biết rằng là cái thân thể của mình nó có nhiều bệnh tật, khi về già nó sẽ lắm bệnh lắm. Thế nhưng mà không có sợ nó nữa như ngày trước nữa, là bởi vì mình may mắn được ở trong cái môi trường mà có thể tạo dựng ra một cái loại năng lượng mà nó chuyển hóa được cái nỗi sợ hãi kia. Mình không thể nào bỏ hết cái nỗi sợ ra được, nhưng mình có khả năng chuyển hóa nó, ôm ấp nó, thay thế nó bằng một cái loại năng lượng khác. Thì đó là một cái cách để mà mình vượt qua được cái nỗi sợ hãi. Sợ hãi có thể là bởi vì mình không biết sau đó nó là cái gì. Nó có thể ở trên nhiều cái dạng khác nhau, chứ không phải chỉ sợ chết không,
bây giờ mình đi mua một món hàng, nhưng cái người bán hàng luôn luôn hỏi thế mình có muốn mua bảo hiểm cho nó không? Họ dựa trên cái sự lo lắng của mình, họ sợ của mình. Một món đồ tốt như vậy, nó cho mình sự thoải mái như vậy. Thế nếu như lỡ ngày mai hay vài bữa nữa hay giống như vậy, làm rơi, làm bể mất, hoặc là vì một lý do nào nó hư mất, thì anh mua bảo hiểm là để một cái sự đảm bảo chắc là anh sẽ có lại nó. Họ dựa trên cái sự lo lắng của mình. Thế nếu như mình chấp nhận rằng là cái đồ đó nó có thể mất đi, không sao, tại vì mình có khả năng là kiếm lại nó, vậy thì mình sẽ không bị cái mối ảnh hưởng. Nó không ảnh hưởng đến quyết định là có mua bảo hiểm hay không, nhưng mà ở đây ấy, là mình đã vượt ra khỏi cái lo sợ rằng là mình sẽ mất đi cái hoàn cảnh tốt đẹp đó, cái điều kiện tốt đẹp đó. Ngày xưa ở làng sư ông không có khuyến khích mua bảo hiểm sức khỏe, cả làng là không ai có hết. Cũng không có người tu nào được đứng tên bất cứ một cái cơ sở tu học nào hết. Tại vì mọi người cứ nghĩ rằng cái chùa đó phải có đứng tên ông thầy tu thì ông thầy tu mới không mất chùa, không ai lấy được. Nhưng mà cái sơ nơi chốn tu học nó sẽ dựa trên cái sự tu học của chính ông thầy đó. Còn tu học thì còn có chỗ để tu. Mình cái thân thể mình nó có bệnh rồi, đại chúng sẽ chăm lo, chứ mình không phải đi lo riêng cá nhân mình cho cái chuyện bệnh tật đó. Những năm đầu tiên là như vậy. Như vậy nó là một cái loại năng lượng để ấn định rằng là mình sẽ có một cái loại năng lượng để chuyển hóa, ôm ấp được cái loại năng lượng kia. Nhưng bây giờ tăng thân nó nhiều quá. Bây giờ tăng đoàn xuất gia lên tới 700-800 người. Thế mình cần thêm cái sự trợ giúp từ bên ngoài thì mới có bảo hiểm. Nhưng mà cái nguồn gốc, cái ý định của cái tuệ giác của sư ông thấy đó, mình cần tạo ra một cái loại năng lượng ôm ấp và chuyển hóa được cái sợ hãi kia. Chứ mình không trốn chạy nó. Thì em cũng có thể làm như vậy. Mình tự tạo ra cho mình một cái hoàn cảnh mà sinh ra được những cái năng lượng, nó chuyển hóa được cái năng lượng kia, nó ôm ấp được cái nỗi sợ hãi chết của bản thân, nó ôm ấp, nó chuyển hóa được cái nỗi sợ hãi của vì mất đi người thân, hoặc là mất đi một cái đồ vật nào đó, hay là cái xe bị xước, hay là những cái đồ vật khác. Thì như vậy là mình có một cái giải pháp là như vậy. Mình tạo ra một loại năng lượng có thể chuyển hóa, có thể ôm ấp được cái nỗi sợ hãi kia. Cái năng lượng kia nó lớn lắm, nó không có thường nó được đâu. Mình chỉ có thể làm cho nó được thay đổi, được chuyển hóa thành một cái loại năng lượng khác, vững chãi hơn và an lạc hơn. Thì đó là cái cách mà các thầy, các cô và đứng thực tập mà mọi người đã đừng tiếp nhận cái pháp môn, họ cũng đang thực tập, em có thể làm đúng theo như vậy, tạo ra một cái loại năng lượng vững chãi ở trong tự thân mình để bất cứ trong cái hoàn cảnh nào mình cũng có thể tiếp nhận nó được. Thưa các thầy, các sư cô, các cô bác,
con muốn hỏi câu hỏi về chính trị với chùa. Thì con ở Virginia, thì con rất thích đi chùa, nhưng mà chùa, con thấy đồng bào Việt Nam, cộng đồng Việt Nam á, mấy bác mà qua phải vượt biên rồi rất cực khổ qua Mỹ, tại con thế hệ thứ nhì, thì con thấy mấy bác rất đau khổ, tại vì khi qua Mỹ là mất rất nhiều, mất nhiều người vẫn nói là mất nước, mất tức là bỏ, con thấy cái, con nhìn lại cái hoàn cảnh mà khi thế hệ thứ nhất qua Mỹ thì con biết là sacrifice rất nhiều. Thì mà con thấy cộng đồng đồng Việt Nam bây giờ vẫn còn rất khổ, tại vì ở chùa Virginia mỗi lần mà trong hội chùa mời thầy từ Việt Nam qua nói chuyện á, thì bị cộng đồng nói là chùa là cộng sản. Thì con không có biết, tại con thấy rõ là hai bên cũng rất đau khổ, tại cộng đồng vẫn còn đau khổ, tại vì mình đang ở nước Mỹ, thì bà con thường nói là ở nước Mỹ là mình lên thiên đàng rồi. Thì mà tại sao cộng đồng mình không thấy là mình đang ở thiên đàng mà còn ở như là ở Việt Nam còn khổ? Thì ở chùa cũng rất khổ, tại không biết là mình đáp ứng làm sao, tại vì mỗi lần mà có chùa, có thầy từ Việt Nam cô nói chuyện á, thì nói chuyện thì cũng có gì chính trị hết, thì con cũng có đi nghe, mà bao giờ là cũng bị như là có bị là nói là sẽ biểu tình, sẽ tại chùa nào mà mời thầy từ Việt Nam qua là cộng sản. Thì con xin hỏi thì nên mấy người trong hội chùa nên đáp ứng bằng cách nào? Câu hỏi này rất là thú vị, nó ảnh hưởng đến cái cộng đồng người Việt khá nhiều, đặc biệt là các chùa. Nhưng mà mình có thể nhận thấy cái tu viện này, cờ nào nó cũng không treo. Đó chính là một cái sự an toàn cho chính mình. Đó là tuệ giác của Sương. Cờ Phật giáo cũng không treo luôn. Bởi vì nó có một cái sự chọn phe phái. Tự khắc nó sẽ... nó mượn một cái sự chống đối. Cái năng lượng đau khổ ở trong những vị đó nó rất là nhiều. Nó có nguyên nhân đích thực chứ không phải không? Họ có lý do chính đáng với những việc đó chứ không phải không? Bởi vì họ trải qua một cái quá trình rất là đau khổ sau chiến tranh. Họ bị đối xử rất là bất công. Không được đối xử như một con người. Cho nên cái đau khổ ấy nó kéo dài rất là nặng. Và đồng thời nó càng ngày nó càng tệ hại thêm, bởi vì họ tưới tầm lẫn nhau cái đó. Và đòi hỏi những người khác cũng phải chấp nhận cái khổ đau đó của họ. Thế nhưng mà họ không tích cực lắm trong cái việc chuyển hóa nó. Họ đòi hỏi thế hệ thứ hai cũng phải làm như vậy, hay thế hệ thứ ba cũng phải như vậy. Thì họ mới cho cái phiếu bầu. Họ mới ủng hộ chùa. Thế nhưng mà như cái đó nếu như mà được luân hồi, được trao truyền xuống thế hệ thứ hai thì nó cũng rất là đau khổ. Thì nếu như mình có cái cách làm bắt chước giống như Sương và cộng đồng tu học của Sương, bây giờ mình đi cái con đường không có phe phải, mình chấp nhận rằng là quý vị có khổ đau, nhưng mà đây chúng tôi có cách để giải quyết cái vấn đề đó. Cứ không cần phải gây cho người khác khổ đau hay khó khăn thì mình mới bớt khổ đau. Các vị cựu chiến binh Mỹ họ đã làm được điều đó. Họ theo những cái lớp học của Sương, họ theo những cái phương pháp đó. Đồng ý rằng là anh có khổ đau, chứ bây giờ thực tế rằng là cái đó nó cũng đâu có dễ chịu đâu. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết nó đi.
đừng bắt con cháu của chúng ta phải chịu đựng cái đó. Tại vì thế hệ thứ hai họ không phải chịu đựng cái đó. Lý do gì mà bắt họ cũng phải chịu đựng cái khổ đau của mình? Thế bây giờ mình thế nếu như đó là người con của mình hoàn toàn có thể chịu đựng vất vả, khó khăn để cho con của mình nó có một cái môi trường tốt nhất để lớn lên, phải không? Chứ nếu như mình lại gác sang cái di sản, sang bắt nó giải quyết hoặc là tiếp nối con đường của mình mà chính mình cũng không có lối ra thì không tốt. Thì đó là cái cách của chúng ta không có chọn phép phải. Và đây các thầy các sư cũng vậy, thì mình không có theo phép phải nào cả. Thì tự khắc cái sự chống đối nó cũng vẫn còn đó, nhưng mà nó giảm bớt đi rất là nhiều. Thì một trong những cách như vậy để mình có thể chia sẻ. Thế nhưng mà cái năng lượng kia quả thực là rất lớn. Mình phải công nhận rằng là trải qua một cái hoàn cảnh nó nhiều năm như vậy mà bị đối xử như vậy thì rất có thể nếu như mình ở trong đó mình cũng có thể bị cái thù hận nó nuôi lớn. Mình không chấp nhận cái đối tượng gây ra cho mình cái khổ đau lớn đến như vậy. Thế nhưng như mình vừa may mắn có cái cơ hội là thoát ra khỏi nó rồi thì đúng như cô hỏi cô tại sao lại cứ phải tiếp tục như vậy. Thì khi còn ở Việt Nam trải qua những cái khó khăn của những cái một vài năm đó thì có một người bạn gọi điện đến cho Pháp Hội và nói rằng cái thành công lớn nhất của quý vị là trải qua tất cả những thứ đó mà quý vị không có thù hận ai cả. Pháp Hội mới giật mình nhận đúng là như vậy. Không phải là vì mình làm được cái này hay vì cái cộng đồng của mình làm được cái này cái kia mới tất. Mà trải qua tất cả những cái đó, cái thành công mà cái người đứng bên ngoài mà họ nhận được chính xác nhất là mình không thù hận ai cả. Đó là cái lợi lớn nhất mà mình đã làm được. Thì mình có cơ hội để làm như vậy. Mình có thể chia sẻ rằng là đây là cái phương pháp để vừa thoát khổ đau này. Đây là cái để nó bớt cái khó chịu của cái thù hận này. Chứ không phải là cái cách bắt người khác cũng phải chịu đựng cái mối thù hận đó. Hay là ở trong một cái hoàn cảnh đồng cảm với cái thù hận đó. Và mình cũng không nên tưới tẩm nhiều với nhau đó. Mình công nhận là nó có đi. Chứ mình không có phủi tay giống như cái phía bên kia là họ phủi tay và cái việc của họ là đúng. Quý vị là kẻ thù phải thành xử như vậy. Thì không tốt tí nào. Thì ở đây các cái phố cảm đến từ cả hai phía. Cô có cảm nhận rằng cái cách giải thích quyết hay nhất là phương pháp của siêu. Mình đặt mình vào một cái hoàn cảnh có thể giải quyết được những cái năng lượng lớn đó. Cái năng lượng của cái sự thù hận đó. Không để cho nó thù hận quá sang những người khác quá nhiều. Nếu mình chưa khéo chưa giải quyết được hết thì cũng được. Nhưng mà ít nhất nó phải có một cái thay cái động tác nào đó để nó thay đổi đó. Thì cô có thể mang theo những cái phương pháp ở đây. Để về ít nhất là về thực tập chính mình để làm sao để mình đừng bị cái năng lượng thù hận đấy nó thấm vào mình đã này, rồi sau đó cái bước kế tiếp là mình có thể chia sẻ đấy cái năng lượng của đó, nó loại năng lượng đó nó có thể giải quyết bằng cái phương pháp này. Tất nhiên nó phải kiên nhẫn bởi vì nó không có dễ đâu, cái năng lượng kia thực sự là rất lớn. Đôi khi mình phải đối diện với cả một nhóm nhiều người như vậy đang sôi sục cái năng lượng như vậy, thực sự là đôi khi mình cũng sợ hãi nữa, phải không? Cho nên mình thôi đành phải nhún nhường, mình phải chấp nhận một chút những cái việc đòi hỏi của họ. Phải treo cái cờ này, treo cái cờ kia. Phải không? Mặc dù mình biết rằng là hình như nó không còn hiệu quả lắm. Nó cần một cái sự bao dung nhiều hơn. Thì bây giờ trải năm qua nhiều năm tháng mình thấy biết là hai bên hình như đều đang có một cái sự chấp nhận nào đó. Thì không sao, thế nào cũng có người chuyển hóa được nhiều, cũng có người chuyển hóa được ít. Nhưng mình kiên trì với cái phương pháp là không, cái cách này mới là đúng này. Cách này tôi đang làm có hiệu quả này, quý vị thử đi. Thì nó là như vậy. Chứ nếu bây giờ mình thử tưởng tượng xem cái chùa này mà nó treo cái cờ của một phía nào lập tức sẽ có phía bên kia chống lại. Thì cái tình cảm họ cũng rất là lớn. Bây giờ chỗ này là chỗ chung của tất cả quý vị.
chỗ này là chỗ của thương yêu, chỗ của thanh tịnh, chỗ của không thù hận. Bởi vậy cho nên sư mới giải thích cái địa ngục á, nó không phải vì bị trừng phạt nó khổ đau. Địa ngục là vì nó thiếu cái sự yêu thương nên nó mới khổ đau. Mình không, cái pháp môn là mai không có giải thích địa ngục theo cái kiểu bị trừng phạt người khác để trả giá cái tội lỗi của mình, mà là nó bị thiếu vắng cái yếu tố đó. Thì bây giờ mình làm cho cái yếu tố đó nó nhiều thêm một chút, nó sẽ ôm ấp được cái năng lượng kia, nó chuyển hóa được cái năng lượng kia. Và thực sự là ở đây đang có nhiều người làm được cái thành công đó. Chắc cũng chắc chắn là cũng có những người chịu nhiều cái khổ đau của cái việc bên kia. Bản thân các bộ cũng bị chịu cái một chút cái khổ đau đó. Nhưng may mắn là có cả một cái cộng đồng có cái năng lượng rất là mạnh để chuyển hóa nó. Trên bộ không thù hận đó, các sư cô nhỏ cũng không thù hận chuyện đó. Các vị mà đến đây nương tựa lâu năm họ cũng không còn cái thù hận đó nữa, mà họ lại rất là thực tế bằng việc chung tay đóng góp và tạo ra cái loại năng lượng mà giúp cho những người khác chuyển hóa được cái việc kia. À, cho nên có một lần có một mấy bác lớn tuổi đi xe tới hành hương ở chùa, đi vòng hết xong chùa lễ lại xong xuôi rất là hạnh phúc phung phính. Thế xong rồi đến cuối cái giờ phút trước cùng mới bước lên xe bớt thế mới hỏi chùa này của ai, chùa này của thầy này, chùa cộng sản chủ hẳn, về. Tất cả những cái năng lượng được thu thập được trước đó nó bị thổi bay hết. Phải rất là thấy đáng thương. Cái năng lượng kia nó lớn quá, nỗi sợ hãi nó lớn quá. Mà nghe thế là sợ là lập tức hấp tấp luôn. Mà trước đó bước mà thăm chùa rất là vui vẻ, rất là cũng lễ lại rất là đầy đủ. Thế nhưng mà khi mà có một người trả lời là cái chùa này của ai, lập tức mọi thứ nó bị thổi bay. Thì Phật cũng thấy rất là đáng thương. Nhưng mà mình cũng không có trách móc gì hết. Tại vì nếu chưa có cơ hội chuyển hóa, nó sẽ còn mãi. Nó sẽ là như thế tiếp tục. Thì cô có thể chỉ được cái cách đó. Tức là mình, trước hết là mình không kỳ thị họ. Mình không kỳ thị cái đối tượng đã gây ra cái khổ đau cho họ. Tại vì cả hai đều khổ đau hết. Bây giờ mình may mắn có được một cái hoàn cảnh tốt. May mắn có được, giống như cô nói, mình đang ở Mỹ là một cái thiên đường, đâu có ai kỳ thị không nào, đâu có ai kỳ thị phe phái nào đấy. Trong nhà đấy thì bây giờ mình may hơn họ, mình có thể chia sẻ cái năng lượng này, cái phương pháp này để cho họ cũng được hạnh phúc như mình, được an lạc như mình. Ví dụ thì một chút thôi là ví dụ đề nghị chị và cộng đồng ở chùa bên kia tổ chức những cái sinh hoạt cho thế hệ trẻ máu mới thì nó sẽ làm tích cực đi quân bình là thì khi mà mình gặp khó khăn khổ đau bên cái này á, thì mình phải tạo ra. Nó giống như mình đang nuôi chậu hoa đó, chùa của mình là giống như cái chậu hoa. Thế nó cũng có cái phần hơi thúi thúi, hơi móc móc. Nhưng mà phải để ý về cái phần hoa, lá, cho nó ra xanh, thay đất. Và Phải Dung thấy rất là may mắn thì pháp môn xong dễ ra rất là thực tế. Và nhiều người trẻ Việt Nam mà sinh bên Mỹ hay là qua Úc lúc còn nhỏ thì rất là thích. Mà rất là thấy thích hợp, tại vì nó bớt chất mê tín. Cho nên chùa phải chú ý đó, đừng có bị cái năng lượng kia kéo mình đi mà hết hoàn toàn năng lượng của mình đi về cái hướng phải chăm sóc thế hệ đó. Và đó là phải rất là phải quyết chí đi cái nuôi cái máu more energy in that direction. Thì mình sẽ được nuôi dưỡng. Thế nên đừng có cho cái những cái xảy ra tiêu cực nó kéo mình become negative. Mà phải dùng thêm một phần là hồi mà gặp khó khăn ở Lộc Nguyễn mấy bước năm đầu ở đây á, là bị la mén nhiều lá thơ tới lắm. Nói phải dùng cũng hiểu nửa tiếng Việt. Thì phải dùng phải nghiên cứu tại sao những người Việt là còn những phải dùng qua những cái documentary thì thấy những cái hình ảnh
mà ông bà, gia đình, người thương của họ bị mất vì chiến tranh đó, hai bên. Mà nghe rất là tội, đi nơi như cái chứng kiến được gia đình mình bị... Thì khi mình tiếp xúc với khổ đau như vậy, nó nuôi dưỡng cái tình thương của mình. Cho nên những người mà làm cái mà không có tốt, không có hay, không có đúng đó, thì mình cũng vẫn thông cảm, mà mình thấy tội, mà mình không có giữ cái đó trong, giống như Thầy Võ Hồi nói. Thì khi mình chưa mình thành một người thực tập rồi á, là mình phải chăm sóc mình, đừng có bao giờ gì đâu, giữ ill feeling là những cái năng lượng không có lành mạnh cho mình. Thì mình tìm hiểu thêm cái lo sợ của họ thì nó nuôi cái từ bi. Xí, thôi cái khổ đau á, là cái bản chất của từ bi, của tình thương. Thì đó giúp Pháp Dung rất là nhiều. Tại vì lúc đó Pháp Dung không có hiểu lắm, mình vượt biên rồi đợi qua đây mà mình tại sao mình mang theo mấy cái đó làm gì nữa. Mà thầy vì những cái khổ đau đó nó rất là mạnh. It's like a so drastic impact, you know, nó ám ảnh ha, ám ảnh. Cho nên cái đó mình phải cần rất là nhiều thế hệ để chuyển hóa. Mà cái thấy như vậy giúp cho Pháp Dung không có giữ you know, ill feeling, you know, giữ phải biết rất là tội, rất là thương họ, cho nên mình giữ nó. Đó là cái phần mà mình có thể chia sẻ với những người mà đang làm việc với chùa. Hai là phải có cái hướng đi nuôi dưỡng, chuyển hóa cái thế hệ sau. Tại vì thế hệ trẻ thì không có cái đó nhiều. Mà mình chú ý vào đó là mình sẽ rất là được chùa được gì đó phát triển, lá mới. Chùa sẽ có lá mới, đừng có để ý mấy cái lá... Xin lỗi. Tuy nhiên không phải là chê, nó là thiên nhiên thôi. Có những lá nó gì đó. But you have to make sure là chùa phải có lá mới. Chùa mà không có lá mới là chết. Cây nào mà không có lá mới một mùa là sao? Cho nên đừng you know, have to keep going, don't be, phải tích cực làm một cái buổi đãi chả giò. It's, you know, do something, làm cái gì mà kêu là mà người Việt thích ăn. Thì nó là rất là universal, mà làm cái niềm vui lên, mình giúp cái người, cái phần kia đó, nó đi theo cái hướng tích cực, đừng có nói chính trị, đừng có ngồi buổi họp kêu loại để coi là nó sẽ chính trị thêm nữa. You have to make different, have barbecue, potluck, có một buổi văn nghệ, cải lương, hay là gì đó về văn hóa cho trẻ em, ai cũng có cái tình thương đối với con cái thế hệ của mình. Đó là cái universal của mỗi gia đình mà tới chùa, phải không? Ai cũng lo là con cái của mình sẽ không có đi chùa nữa, không có... Thì chú ý vào their children and their grandchildren thì nó sẽ đi tích cực, phải không? Cái lá mới, đừng có để ý cái đó. Để ý dưới này, làm sao mà cho cháu với con của thế hệ đó được thích tới chùa. And tự nhiên mấy cái kia từ từ nó cũng rớt. Đó là Phương Dung đề nghị như vậy. That's what we trying to do here. To nhìn vào khi tiếp nối cái thế hệ con cái của mình. Thưa sư ông, kính thưa đại chúng, có một câu hỏi được viết đưa lên. Con xin đọc ra. Con xin hỏi, khi các em đến tuổi bom nổ chậm, thèm có bạn trai, bạn gái. Oh, xin lỗi. Con gấp lại nên cái câu đầu tiên chưa đọc. Thầy Pháp Đăng dạy khi con mình xả rác thì bố mẹ phải hiểu, bố mẹ hiểu mình phải dọn dẹp. Vậy con xin hỏi, khi các em đến tuổi bom nổ chậm, thèm có bạn trai, bạn gái, thì bố mẹ phải hiểu làm sao? 13 đến 14 tuổi. Yeah.
Hương Nghiêm cũng được sống lớn lên ở bên Mỹ. Và qua cái kinh nghiệm đời sống của riêng Hương Nghiêm thì thấy rằng là bên người Tây Phương họ có được một cái mà mình, cộng đồng người Việt mình nên tìm hiểu và học hỏi thêm, là ngay từ nhỏ họ đã huấn luyện và giúp cho con cháu, con của thế hệ sau có được cái tự lập, có được cái hiểu biết và cái, cũng như là tự đến 18 tuổi là có thể mạnh dạn mà đi ra mà sống đời sống mình. Trong khi đó người Việt mình vì thương con quá, o bế quá, đến lúc đến 18 tuổi là đi ra không biết về địa nước, không biết về nhiều thứ, không biết lắm. Bây giờ có thể sau này khá hơn và có thể chuyển hóa hoặc là hòa nhập vào đời sống Mỹ nhiều hơn. Nhưng mà thời của Hương Nghiêm với gia đình bố mẹ Hương Nghiêm thì vẫn còn giữ gìn con cái, không có cái sự huấn luyện đó nhiều. Thì với cái vấn đề đến cái tuổi dậy thì như vậy, thì cũng vậy, người Việt mình đến cái tuổi này là rất là ngại nói chuyện, mẹ cũng không nói với con gái mà bố cũng nói với con trai về những cái thay đổi của cơ thể và về cái tuổi dậy thì để cho chuẩn bị cho người con mình. Tại vì như nãy Hương nói cái sợ, vì mình không biết và mình sợ rồi mình giấu hoặc là mình tránh. Và vì mình tránh thì mình để nên mình tránh thì là bao nhiêu cái cách mà chuyện nó có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra vì mình không có cái sự hướng dẫn cho con cháu. Mà nếu mình có được cái sự hướng dẫn, mình học hỏi và mình biết thêm và mình cùng học với con cái làm sao để mà cái cách hay nhất để giữ gìn cho mình. Tại vì cái đời đến tuổi 18 trở lên thì mình cũng muốn con mình, nếu mà không đi tu thì cũng là lập gia đình. Thì mình cũng muốn người đó tìm được, con mình tìm được những người lành, người tốt để mà lập gia đình đó, có được mái gia đình ấm. Nên nếu mà mình không hướng dẫn con mình thì ai hướng dẫn đây? Mà mình để cho bạn của con mình hướng dẫn thì bạn của con cũng là cùng lứa tuổi thì hai mấy cháu đừng cùng hướng nhau thì hướng nó không, cái kinh nghiệm nó không có đó. Nên mình muốn thương con thì mình thương mà phải có cái trí trong đó. Vì vậy mà lúc mà sư ông hồi xưa ở bên làng sư ông dạy kinh, sư ông hay nói là bàn tay của các vị Bồ Tát ấy, là có con mắt của cái trí tuệ, chứ không mình đưa bàn tay thương yêu ra mà không có con mắt trí tuệ trong đó thì mình thương mà mình thật sự làm tổn thương cho người mình thương. Nên lúc đó cũng giống như thầy Pháp Dung là qua nói tiếng Việt rất là bập bẹ, mà mỗi lần mà sư ông giảng tiếng Việt mà sư ông dạy mà cặn kẽ thêm cái văn chương người Việt và văn hóa người Việt, Nghiêm được tiếp thu rất là nhiều và được nhờ được sư ông dạy như vậy. Thì con xin chia sẻ tạm như vậy để cho quý thầy quý sư cô góp ý thêm. Con kính bạch sông, con kính thưa quý thầy quý sư cô, con kính thưa đại chúng. Con cũng sẽ xin chia sẻ một chút xíu tới cái câu hỏi này. Con thấy khi mà mình hiểu cái hoàn cảnh á, thì mình thực sự hiểu á, thì mình sẽ bớt những cái lo sợ, những cái sợ hãi của mình đi. Thành ra nếu mà mình hiểu được con của mình nó đang như thế nào, nó đang bạn bè, có những bạn bè ra sao và những cái gì nó đang xảy ra trong cuộc sống của nó đó, thì mình sẽ an tâm hơn, mình bớt lo sợ hơn và mình sẽ giúp được con mình nhiều hơn. Thành ra con thấy khi mà mình có con đó, thì mình cái mà mình có thể giúp được cho con và cho cả ba mẹ đó là mình hãy thực tập, mình cố gắng để mình làm bạn với con mình, để nó chia sẻ với mình hết tất cả mọi chuyện. Nó không có giấu mình cái điều gì hết. Và khi mà mình nó tin tưởng mình, nó chia sẻ với mình hết rồi đó, thì mình có thể hướng dẫn cho nó và mình cùng đi với nó. Tại vì nếu mà nó mà thấy rằng ba mẹ không có hiểu, ba mẹ có khuynh hướng ngăn cấm hay là dòm ngó hay là cấm cản đó, thì nó sẽ lén, nó sẽ trốn mình, nó sẽ giấu mình và nó làm những cái điều để mà mình không biết. Và khi mình không biết thì
quả thật rằng là rất là nguy hiểm. Tại vì 13, 14 tuổi thì thực sự mà nói rằng là chưa có kinh nghiệm gì hết. Và học ở đâu bây giờ? Bạn bè thì có thể cùng lứa tuổi với mình cũng đâu có kinh nghiệm. Và ở trường học thì cũng không có được học một cách kỹ lưỡng, chỉ có mẹ thôi, mẹ đối với con gái hoặc là ba đối với con trai, hoặc là có thể cả ba mẹ đều làm bạn của con trai hoặc con gái mình được. Thì con thấy rằng là mình thực tập và mình hiểu con mình để mình thấy rằng mình sẽ làm bạn với con mình như thế nào, để mình, để nó có thể cởi lòng, mở lòng ra để nó chia sẻ với mình. Nó nói mẹ, nó kể cho mình nghe là nó có bạn trai hay bạn gái, rồi tình cảm của nó đang như thế nào, rồi nó muốn cái gì, nó như thế nào. Thì từ những cái sự chia sẻ đó của nó, mình hiểu để mình có thể dìu dắt cho nó. Bởi vì có những chuyện mình không thể nào cấm cản được, khi mà nó là từ trong con người, có những cái tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành, có những cái nó vụng về, rồi có những cái nó phản ứng á, và nó muốn làm, nó muốn thử, nó muốn đủ trò hết. Thì chỉ có cách là mình phải hiểu nó để mình chia sẻ với nó và mình dù dắt nó, để rồi nó tránh những cái gì mà nó đáng tiếc, hoặc là mình sau này rồi cả gia đình, cả mẹ khổ, cả con khổ thôi. Các trong chùa thì quý thầy với sư cô lớn có các sư em là y chỉ sư, y chỉ muội của các thầy các sư cô đó, thì mình cũng đối xử với các sư em của mình như vậy, là mình làm bạn với em, với các sư em, rồi để cho các em có thể chia sẻ với mình. Và khi mà các em có thể chia sẻ hết lòng thực sự những cái khó khăn, những cái gì đang có trong lòng của em mình, thì mình có thể giúp được các em một cách tốt nhất. Còn nếu như mà mình không hiểu và mình chỉ dùng những cái giới luật, và hoặc là mình nói là em không được thế này, em không được thế kia, thì em nó chỉ có co lại thôi, và mình không có cơ hội hiểu và không có cơ hội giúp được. Cho nên con nghĩ thì nếu được thì các cha mẹ thực tập và để làm một người bạn với con, để có thể lắng nghe, hiểu con, và con có một người bạn để chia sẻ hết tất cả, rồi mình hướng dẫn cho con và mình cùng đi với con. Con cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Khi mà con nó xả rác, bố mẹ phải dọn rác lên. Cái này nó tự nhiên nó là đúng là như vậy. Mẹ thương yêu con thì sẽ không đặt điều kiện nào hết, sẽ thương tất cả, cho dù là nó có là đứa hư hỏng nhất thì nó cũng vẫn là con của mẹ. Thí dụ bây giờ một đứa con ở Việt Nam, những đứa con nó hư hỏng, bây giờ nó bị tù tội, nhưng mẹ đi thăm con, tặng quà cho con trong tù, nó là cái chuyện đương nhiên. Hàng xóm sẽ không bao giờ chê trách cái chuyện đó. Có chê trách là chê trách cái đứa con đó. Còn mẹ thương yêu con, làm tất cả vì con, thì đó vẫn là cái chuyện thiên kinh địa nghĩa. Thì một cái bố mẹ sẽ làm hết tất cả để giúp cho con. Thế nhưng mà ở đây nó là một cái môi trường khác. Bây giờ con đến tuổi bom nổ chậm, thèm có bạn trai, bạn gái, thì bố mẹ phải làm sao? Cái chuyện đó là chuyện tự nhiên. Bởi vì khi mà con lớn lên thì nó cũng có cái năng lượng, nó thèm khát cái yêu thương, nó cũng muốn có cái năng lượng tình dục được đáp ứng. Vấn đề là cái quy chuẩn đạo đức mà mình được tiếp nhận nó khác với thế hệ trẻ bây giờ. Cho nên nó mới có cái sự lo lắng. Thì nếu như mình áp đặt cái nhìn, cái nhận thức của mình về tiêu chuẩn đó là hạnh phúc, đó là chuẩn mực đạo đức, thì có thể nó không có được thích ứng lắm. Phụ kể một ví dụ, khi về Việt Nam Phụ nghe kể câu chuyện là hai người trẻ đó thương yêu nhau, nhưng mà bố mẹ lại không có đồng ý, cả hai bên đều không có đồng ý. Cái chuyện này thường xảy ra phải không? Và hai bên nhất quyết ngăn cản. Thế nhưng mà cái cặp trẻ kia họ cũng cứng lắm. Họ cũng nhất quyết làm đám cưới, cũng vẫn rất quyết định là sống với nhau. Và nếu như bố mẹ ngăn cản có mức, họ cũng cố gắng vượt qua, nhưng mà họ tuyên bố động trời thế này.
bố mẹ mà cản nữa thì lúc làm đám cưới trong thiệp mời khỏi ghi tên bố mẹ luôn. To gan tới mức vậy đó. Bố mẹ chịu không nổi. Mà cũng không có mặt mũi để lui xuống. Thế thì cái ngày đám trước, cái tuần trước đám cưới phải mượn cái thiệp mời của bạn mình ấy để xem nó có ghi tên mình trên đó không. Tôi thở phào, ui giời, nó có ghi rồi. Nó xung đột tới mức như vậy đó. Thì mấy đứa em trai của Pháp Hội cũng vậy. Bây giờ nó cưới vợ, ba Pháp Hội bảo cái tuổi nó không hợp. Bây giờ nếu mà người trẻ, nếu mà họ có cái kiến thức mới, họ có những cái kiến thức khoa học, rồi những cái nó thông thoáng hơn đó, tuổi nó đâu có quan trọng bằng cái năng lượng mà họ đang sống với nhau. Và nhưng mà họ cũng không biết làm cách nào và hai bên xung đột, em trai Pháp Hội với ba Pháp Hội là gây rất là nặng, không chấp nhận được con dâu đó. Pháp Hội về sau đó nhiều năm mới tìm hiểu ra, thì vì không tuổi, vì cái hoàn cảnh của cô kia không tốt. Pháp Hội có tiếc vô cùng, nếu như Pháp Hội về sớm vài năm ấy thì chuyện tuổi giải quyết dễ lắm mà. Hình như ông bà ngoại mình nhớ cái tên, cái năm sinh nó không chính xác phải không? Nói một, quý vị phải hiểu hai chứ. Thì năm đó nó không chính xác, không hợp tuổi, nhưng mà năm tuổi khác nó sẽ hợp. Cái chuyện thường xảy ra trên giấy khai sinh của mình nó không có đúng phải không? Tại sao mình lại phải gây với ba làm gì? Chạy về bà ngoại hỏi cái ngày sinh đích thực là ngày nào? Là xong ngay thôi, phải không? Nếu mà ba không buông được cái nhận thức đó, mình buông. Thì nhưng mà dẫu sao cái việc nó cũng đã xảy ra rồi, thì cái quy chuẩn đạo đức của ba Pháp Hội nó khác với của em Hội. Ông cụ nhất thiết là đứa con nó phải làm trong nhà nước nó mới đúng. Nhưng mà nó bây giờ nó đi mở công ty riêng, với cái nhận thức của ông cụ là không chấp nhận được. Giờ ông trung thành như vậy, ông tiếp tục như vậy, bây giờ tự dưng về Pháp Hội giải thích rằng thì tại sao ba phải nghĩ như vậy? Pháp Hội hỏi phải nghe cả hai bên. Bây giờ quý vị cô nó phải về nghe con của mình, nó muốn như nào. Thì vì cái quy chuẩn của ông cụ là nghĩ nó phải như vậy nó mới an toàn, nó mới có về hưu, mới có lương hưu. Thì nhưng mà đứa em thì nó, của trai của Pháp Hội nó dũng cảm hơn, nó nghĩ rằng là nó có thể lo cho nó cả sau khi này nữa, cho không những cho nó mà cho con nó. Bữa đó nó thành lập công ty riêng, nó làm riêng. Cuối cùng thì nó cũng vẫn thành công vậy. Thì cái quy chuẩn đạo đức kia nó không được áp dụng nữa. Cái hợp tuổi kia nó không, có thể nó không thích hợp nữa. Thế nhưng bây giờ mình tìm cách giải quyết cho nó khác đi. Hội giải thích rằng bây giờ lương hưu của ba bao nhiêu? Ba mà đúng ba nổi tiếng là người trong sạch, và không lên chức được bởi vì những cái tính cách đó. Thế nhưng mà bây giờ có đủ để nuôi con đi học không? Thì bởi vì ông cụ không cho Pháp Hội đi học đại học được là bởi vì chỉ lo được cho các em. Pháp Hội chấp nhận như vậy. Thì khi Pháp Hội lôi ra chính cái trường hợp của mình với ba mình là ông cụ hiểu liền và chấp nhận. Như vậy là sau này không có gây chuyện với em trai Pháp Hội về cái chuyện đi con đường khác với mình nữa. Tại vì cái quy chuẩn nó khác, nhưng mà cái thực tế hoàn cảnh nó đã khác. Vậy thì ở đây mình quay lại với cái, mình đúng rằng là có cái những cái quan hệ tình dục sớm nó sẽ làm hư hỏng đến cái sự nghiệp của mình sau này. Thế nhưng mà cái xã hội này nó, cái quy chuẩn về đạo đức, về thành công nó khác rồi. Bây giờ mình phải lắng nghe con, mình chia sẻ với nó rằng là nếu con cũng có cái năng lượng đó thì bây giờ cũng phải tìm cách quản lý nó, hoặc là đừng để cho nó gây thành. Bởi vì mỗi lần mình cầu thả với cái năng lượng của tình cảm của mình thì khi nó đổ vỡ nó trở thành một cái sự chua xót rất là lớn. Bố mẹ có kinh nghiệm đó, mẹ có kinh nghiệm đó, bố cũng nói bây giờ chia sẻ với con như vậy. Thì nó sẽ cẩn trọng hơn với cái chuyện cầu thả, nó không trở thành bom nổ chậm. Mình cũng phải chia sẻ nó với số liệu là những bạn trẻ mà có cái đời sống cơ cầu thả về tình dục sớm đó, thì cái tỷ lệ thành công nó chỉ bằng 2/5 so với những người nghiêm túc với cái chuyện đó. Mình không cấm đoán, mình sẽ thay đổi.
Thì ở Việt Nam cũng có một bà mẹ cũng bị trường hợp giống như thế này. Cái cô con gái của có mười mấy tuổi à? 14 tuổi. Nhưng mà cũng có bạn trai. Và cô cũng nhất quyết là phải dính với cái anh chàng đó. Thì bà mẹ khuyên cũng không nổi nữa. Thì phải đi gặp cái anh chàng trai kia bảo anh phải lui lại. Con tôi còn trẻ, anh không được tới nữa. Thế nữa, tôi đưa anh ra tòa. Thì anh chàng kia rút lui lại. À, nhưng mà đó cũng là một cái cách cực đoan, ít nhất nó được hiệu quả liền, nhưng mà đồng thời để cho cái cô gái có cái thời gian tiếp tục có cái sự học hành của mình, nó không bị chia nhiều thời gian với cái chuyện kia. Thì đó cũng là một cách, nhưng mà theo tôi nghĩ nó không phải là quá hay. Tại vì lũ trẻ bây giờ nó có quá nhiều cách để qua mặt bố mẹ. Không ghi tên trong cái thiệp mời nó là một cách. À, ngăn chặn thư từ là một cách, ngăn chặn gặp mặt nó là một cách. Nhưng mà cũng chưa chắc nó là một cái giải quyết hay. Nó là thông cảm để chia sẻ thì cũng nó hay hơn. Bởi vì cái quy chuẩn đạo đức của mình bây giờ nó khác. May mắn là về với ba pháp hội thì pháp hội có thể dùng cái lý luận để, tại vì ông cụ cũng suy luận rất là tốt. Nói như vậy ông cụ hiểu liền và bỏ và chấp nhận cái đứa em trai, chấp nhận đứa con dâu kia. À, thế với mẹ pháp hội thì bà cụ không có nhiều kiến thức, không có suy luận. Nó phải dùng cái năng lượng của tình cảm, làm đúng như sư ông về ôm mẹ. Và thú thiệt rằng là cái tình cảm của mẹ với pháp hội nó nhiều hơn của mẹ pháp hội với mấy đứa em trai. 25 năm qua là nó chăm sóc cho mẹ, cho ba. Nhưng pháp hội về có chỉ bằng vài cái phương pháp của sư ông, nó lại có được cái tình cảm nhiều hơn. Nó cũng ganh tị, mấy đứa em nó cũng ganh tị, pháp hội cũng biết. Cái người không chăm sóc nhiều lại được tình cảm nhiều như vậy. Là bởi vì cái hiệu quả của cái phương pháp mới của sư ông chưa trao truyền. Mỗi lần khi tạm biệt mẹ ra đi là phải ôm mẹ một cái. Bất kể cái chuyện gì nó không, quan điểm nó không đúng với mẹ, nhưng mà bây giờ cứ trước khi ra đi là phải ôm mẹ một cái. À, cô ôm con mình được bao nhiêu lần? Khi nó lớn rồi, người Việt mình hay xấu hổ, không dám ôm nó nữa. Và pháp hội về... À, bà cụ rất là trọng mặt mũi với hàng xóm láng giềng, rồi ra ngoài cổng mới ôm mẹ. Được hết. À, thì con gái cũng vậy, thì hội phải tức nghĩa là tìm hiểu cái muốn của mẹ, của ba trước. Sau đó đáp ứng một phần hoặc giải quyết. Thì cô ở đây cũng vậy, chắc phải đi tìm hiểu cái mong muốn của hai cái bậc cha mẹ khác, vậy tìm hiểu cái mong muốn của con mình, đừng nhưng mà khoan vội áp cái tiêu chuẩn đạo đức của mình đã từng được hưởng cho nó. Mình cũng có thể dùng kinh nghiệm như vậy. Khi mà các bạn trẻ ở trong chùa ở Việt Nam hỏi các thầy, các sư cô, bây giờ bố mẹ hay chọn con, chọn người để mình làm đám cưới thay cho mình thì sao? Con làm đám cưới chứ đâu phải bố mẹ làm đám cưới mà chọn cho con kỹ bao vậy? Thay cái chuẩn nó vậy. À, thế nhưng mà pháp hội cũng hỏi lại các bạn trẻ, thế nếu như quý vị đòi cái quyền quyết định cho mình mà không quan tâm đến cái kinh nghiệm, cái lời khuyên của các bậc cha mẹ, thì tại sao cái tỷ lệ đổ vỡ của người trẻ ly hôn nó lại nhiều như vậy? Tại sao các cụ, các bậc cha mẹ của mình lại làm hay như vậy? Họ có thể sống với nhau vài chục năm như vậy mà nó không có ly hôn, mặc dù nó cũng có vấn đề nhiều như vậy. Nếu lý lẽ của quý vị đúng, cách thức của quý vị đúng, tại sao nó lại thất bại nhiều như vậy? Thì họ cũng lập tức phải suy nghĩ lại. Thì đứa con gái mười mấy tuổi này, nó cũng có thể suy nghĩ lại tại sao bạn bè của nó, cứ cùng tuổi nó hoặc trên tuổi một tí đổ vỡ nhiều như vậy. Nó thay người bạn trai nhanh như vậy, hay thay bạn gái nhanh như vậy. Tại sao nó không bền bằng các cụ, không bền bằng bố mẹ? Thì lúc đấy nó sẽ suy luận lại. Mình sẽ chỉ cho nó thấy mỗi lần đổ vỡ tình cảm là một lần đau khổ. Bởi vì nếu như tình cảm mình là cái loại hời hợt thì nó qua đi rất là mau. Nhưng nếu mà tình cảm mình mà loại chân thật, nó tạo ra mình nhiều ngọt ngào mà nó đổ vỡ thì chắc chắn là không có dễ chịu. Con muốn thế không? Con áp dụng một chút cái kinh nghiệm của bố mẹ đi. À, trân trọng cái tình cảm đó. À, đừng để cho cái năng lượng gì chỉ có bị cái tình dục nó lôi đi, thỏa mãn cái thân thể này, thay vào đó một chút của cái sự nhìn sâu. À, thì hội chia sẻ đó nó hơi dài rồi, tại vì nó cũng có cái trường hợp của trong gia đình của hội.
nó cũng có cái thất bại và cũng có cái thành công. Tôi nghĩ rằng là nếu như mà pháp hội đứng về phía ba pháp hội áp dụng cái tiêu chuẩn của ông cụ lên đứa em trai thì chắc chắn là nó không chịu rồi. Thế nhưng mà nếu đứng về đứa em trai mà bác bỏ cái ý kiến của ông cụ thì là cũng không được rồi. Bây giờ mình tìm cách giải quyết rằng có những cái, mình hiểu rằng là có những cái quy chuẩn mới về đạo đức nó khác nhau ở xã hội này, nó thoáng hơn. Thế nhưng mà đồng thời nó cũng có thất bại rất là nhiều. Mình sẽ tìm cách để làm sao để nó áp dụng được cái mới. Nó không áp dụng cái tuổi đứa kia mới hợp. Cái đó nó rất là lạc hậu. Tuổi này không hợp thì tuổi khác nó hợp. Mình có cách như vậy. Nó cũng giống như bác sĩ cho thuốc giả vậy đó. Bệnh nhân nó vẫn khỏi vậy. Thì nhưng mà ít nhất là ông cụ vui. Nhưng không phải sử dụng cái phương pháp mà nó tiêu cực là không dọa tới mức là không có đề tên bố mẹ trong tiệc cưới. To gan quá chừng chừng nữa. Thì đó là bố nghĩ là có cái cách vậy. Mình tìm cái cách để không đặt cái tiêu chuẩn đạo đức của mình lên đến thế hệ mới. Mình tìm cái cách nào do dung hòa được cái cách đó, hiểu được cái nhu cầu của nó. Và để rồi trong cái đó áp dụng cái kinh nghiệm của mình vào đó. Nó chỉ cho nó thấy rằng các thế hệ trước họ làm sao nó không có đổ vỡ nhiều. Cái đó là một loại kinh nghiệm. Mời thầy chung. Dạ, bây giờ là đã 12:15 rồi. Câu hỏi trả lời là nó luôn luôn hấp dẫn, càng về sau nó càng hấp dẫn. Nhưng mà mình cũng phải có những cái sinh hoạt khác. Nên mời chúng mình ngưng ở tại đây. Rồi sau đó mình ăn cơm, nghe ba tiếng chuông rồi những cái thông báo khác. Mời cô. Chắc là phải câu hỏi quan trọng lắm ấy. Kính bạch sư ông, thưa quý thầy, quý cô và toàn thể đại chúng. Con có một câu hỏi ngắn thôi ạ. Là con, trong tăng thân của chúng con thì có nhiều người lớn tuổi, nhưng mà cũng có những, theo như thầy nói là lá non. Có nhiều em trẻ và các em đó cũng rất là chú ý đến những cái sinh hoạt truyền thống văn hóa Việt Nam. Thì con xin hỏi rằng quý thầy cô ở Lộc Uyển, đa số đều là quý vị rất là trẻ tuổi, thì chúng con phải làm sao để cho cái sự liên hệ giữa cư sĩ và tu sĩ vẫn được thân thương, kính trọng, có cái sự tương kính, nhưng mà nó có cái tình thân, cũng như là thế hệ chúng con được sư ông dạy dỗ và đã có những cái liên hệ rất là tốt đẹp với thế hệ của quý vị tăng sĩ lớn tuổi. Thì chúng con mong được quý thầy cô chỉ dạy cho là các em và chúng con phải practice như thế nào để có thể cải thiện cái mối liên hệ giữa cư sĩ và tu sĩ,
nhất là trong cái chuyện tổ chức những sinh hoạt theo truyền thống văn hóa Việt Nam. Thí dụ như là gói bánh chưng, thí dụ như là tổ chức Tết ngày đầu năm. Dạ, chúng con xin hết. Kính bạch sư ông, kính thưa đại chúng, phim cố gắng trả lời ngắn, tại vì mọi người chắc cũng thì Phi Dung sống ở Lộc Uyển 10 năm mà mới về làng khoảng 7 năm rồi, thì cũng biết là cái thể của Phi Dung nó chưa được upgrade lắm. Ở ngoài thì chương trình điện thoại hay là máy vi tính của mình là như mỗi tháng phải upgrade, phải không? Thì thực tập của mình đối với tăng thân cũng vậy, nó phải luôn luôn mới. Mà giữa tu sĩ và cư sĩ á, thì nó mới gì khác giữa tu sĩ với tu sĩ hay là cư sĩ với cư sĩ. Luôn luôn là những người mà có nhiều kinh nghiệm á, là phải hy sinh mà rút để lá non nó ra. Thì đó là cái căn bản của cái tiếp nối. Thường thường mình càng lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm thì mình càng thủ và bảo vệ và giữ. Thì cái đó tất nhiên rồi. Mà mới vô, mới á, cái này Phi Dung nói về căn bản sống với chúng ha, để mọi người, hình như sống với gia đình cũng vậy. Thì nói về chất liệu văn hóa thì mình phải quay lại cái phần đang thay đổi. Tại vì những cái mà Việt Nam mình đem qua mà chúng tu sĩ đang đổi thành Tây Phương á, thì mình phải từ từ phải làm sao cho nó hấp dẫn và nó có cái như là thích thú. Ở bên làng cũng vậy, gói bánh chưng á, thì thường thường quý thầy sư cô Tây Phương á, là đi hát nhạc, đi tập nhạc hay là tập hát. Mà có một số rất là thích thú ở lại mà học gói, tại vì vui. Mình làm ra một cái bàn ở giữa là để học. Thì đó là một cách để mình kêu là không có thể là thu hút được hết. Tại vì cái đó, you know, for them, you know, they don't, it's old, mà nó old quá. Tại vì, you know, tại vì có khi ở một mình, có là một con trong gia đình thôi, thì không có quen chung. Mà người Việt mình á, là gì là rất là cộng đồng, hả? Cộng đồng, hả? Là rất thích là nhiều người là càng tốt, nhiều ồn ào là càng tốt. Thì vui, thì coi bàn ăn kìa, là gì đó, im lặng, nhưng mà buổi sáng là nói chút 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 chút. Mà nó rất là vui. Nhưng mà người văn hóa khác á, là nếu mà nói quy luật im lặng khi mình ăn á, là im lặng khi mình ăn. Có người được nuôi dưỡng bằng cái chất đó. Nói về văn hóa thôi ha, cái này chưa nói về gói bánh chưng, bánh tét. Thì những cái sinh hoạt của Thiên Chúa Giáo giống như là Advent Before Christmas, quý thầy sư cô Việt Nam cũng tham dự. Thì nó trong tu sĩ là na có những người phải hy sinh, kêu là đi qua để tham dự và có niềm vui trong đó, bên kia qua tham dự. Cho nên giữa cư sĩ và tu sĩ nó phải có cái phần đó. Because mình, quý thầy, quý sư cô ở với nhau là 24/24. Phật tử thì lâu lâu lên lần. Thì cái thân thiện là you have to, phải nói một chút nữa. Tức là phải biết cái niềm vui của quý thầy và quý sư cô. Quý thầy, quý sư cô có một số thích leo núi, không có thích bàn về chuyện chính trị ở dưới Santa Ana gì hết. Có một số thì thích ngồi uống trà, thích, you know, quý thầy, quý sư cô là already mình bỏ cái đó, mà phải dành qua dành lại về cái này cái kia, thì trong chúng là đã có cái đó rồi. Mà cư sĩ mà lên là đem thêm là đổ mà tìm một thầy, trốn hết. Thực sự biết, tại vì cái khả năng của quý thầy, quý sư cô là tới đó thôi. Thì mà cái đó không phải là mà quý thầy, quý sư cô không có ngồi lắng nghe, nhưng mà vừa thôi. Thiệt, cái đó là phải nói thực tế là như vậy, con người là như vậy, sống trong gia đình cũng vậy, vợ chồng với nhau, con cái với nhau. Thì mỗi người, you have a limit.
So you have to live, mình phải sống gần với người kia để hiểu cái người kia, cái limit tới đâu, cái chúng là tới đâu. Thì mình làm như vậy, mình thấy thiếu là mình nuôi, mình hiểu người đó thích cái kia là mình nuôi cái kia. Tự nhiên cư sĩ lên đây đãi quý thầy lên núi ăn barbecue. Trời ơi, cái gì lạ rất. Ồ, thấy cũng vui nghe. Đó, đi, đi. Thì lên đó tự nhiên nó thông, nó gần. Mà nó hồi xưa với Dung Lộc Uyển là leo núi ấy, leo núi Đống Răng mà ở tới Chủ Nhật đó, hả, ở tới 9-10 giờ mới về. Ngày sau phải đi làm việc. Mà hồi đó những bước đầu của Lộc Uyển đó, mà từ từ cái đó nó mất đi. Tại sao? Tại vì mình không có muốn lên nữa, mình không có, you know, bận quá. I don't know lý do gì. Hay là quý thầy quý sư cô thay đổi nhiều quá. Trời ơi, mỗi mùa đông là phải làm quen với thầy mới, là sư cô mới. But, so, cái tình trạng của Lộc Uyển nó hơi đặc biệt. Tại vì nó rất là linh động hả? Very đổi nhiều lắm, nên phải thông cảm. Cho nên cư sĩ thì không có đổi nhiều lắm, đổi mỗi 10 năm. Thì tu sĩ cứ đổi miết. Thì không phải nói già, nói như cô Nhân Huyền là you've been through many thế hệ của us here. Mà Lộc Uyển là đổi hay như là 5 lần kiểu là big change. Mà phải dùng báo cáo là tu sĩ là càng ngày càng Tây Phương hóa. Cái đó là ước nguyện của ông. Mình không có phải là chỗ, cái này là chỗ Việt Nam nha. Lâu lâu có một cái tổ chức chơi vui. Nhưng mà ông ý chí là phải làm cái rễ của Đạo Phật đi vào cái nước này. Mà phải thành công đối với những người đó. Mà những người đó đã bỏ mấy cái chất liệu đó rồi, họ đi tu. Những người Tây Phương mà đang vô á, là họ đang tìm một cái gì nó vượt ra, thoát ra văn hóa. Nó là tự do, hạnh phúc, thoải mái, đừng có như là nhiều chuyện quá của drama của con người á. Thế đó là một cái tổ chức thôi, mà nếu không khéo nó thành cái drama. Nó không phải là về gói bánh chưng nữa, mà mình nên, there's something I just wanted, bây giờ muốn chia sẻ bằng cái gì đó, cái lòng mà rất là thương sư ông, mà thương đại chúng, là sư ông là thấy luôn luôn đặc biệt của làng là rất là tứ chúng. Mà tu sĩ rất là cần your help to help us adapt. Nên phải lên và tâm sự với quý thầy sư cô là what is your khó khăn, what do you đang gặp. Tại vì ở đây thì nó đổi, it's a lot of stuff. Mà quý thầy quý sư cô cũng có cái limit in terms of energy as well as mục đích they went to, người tu đi tu á, thì mình phải hiểu cái đó, mình mới biết cách liên hệ. Mà phải Dung nói cái này hơi đoán thôi nha, tại vì lâu năm quá không về, mà chia sẻ một chút về cái mà đang xảy ra ở bên làng. Mà bên làng càng ngày Tây Phương nhiều hơn, mà việc thì ít, mà mình phải chấp nhận cái đó. Có khi mình không chấp nhận á, mà phải Dung để ý lần này qua thấy nhiều người Việt trẻ rất là mới, mà trẻ rất là khóa tu vừa rồi tiếng Anh á, là có nhiều người Việt kêu là like nữa, like á. Mà có một cặp mà cô đó tới nói với Dung cổ người Việt luôn á, là mà chồng của cổ là người da đen. Mà cổ nó chia sẻ với Phó Dung mà rất là cảm động, nói I feel so at home here and I don't feel discriminated. I feel my husband feel at home here. Mà Phó Dung thương, mà mình thấy một cái chỗ này rất là quý, tại vì nó không của văn hóa của ai hết, mà nó rất là cởi mở để chấp nhận những người mà không, họ hơi ngại đến chùa. Giống như người đồng tính đó, phải có, mà phải rất là chấp nhận, mà phải cởi mở, mà phải thương những người mà transgender, mấy cái đó. Người Việt mình có những bác là don't even know what it is. Mà cái đó là mình đang sống ở đâu? Mình đang sống ở Mỹ chứ. Mà mấy cái đó mình phải
cởi mở. Thì đó những cái mà quý thầy Vị Sư Cô đang gặp đó, đó là chia sẻ một chút thôi về what we are adapting to. Đứa nói về bánh chưng, bánh tát. Cái này, we have a lot of issue. Đang có rất là nhiều cái để phải là đổi mới mình. Trời ơi, ông á hả? But our thế hệ, we have a lot of issue. So phải thông cảm cho quý thầy, quý sư cô. We can only deal with 2-3 at a time. Cho nên nhiều quá là trốn, đi núi. Yeah, cho nên mà mình tu là mình phải khéo, phải cho thông tin, phải đòi hỏi vừa cái khả năng người đó thôi. Mình thương họ là mình phải làm như vậy, thương chúng, thương mình phải rất là khéo. Mình chưa tu chánh niệm là mình phải rất là biết chừng mực thôi. Không thôi người kia lên cái là ly dị. Mà truyền thống này không có ly dị. Truyền thống này là the whole way hả? Trước sau gì đó tròn vẹn hả? Xin lỗi, phải dùng nói họ dài dài. Nhưng mà câu hỏi này cần trả lời kỹ, bởi vì thực sự nó là cái vấn đề của Lộc Uyển. Pháp hội cũng tự là người trong những cái việc này cần phải nói tới. Của Lộc Uyển nó là cái mô hình đầu tiên của sư ông xây dựng, mà khi mà các thầy các sư cô ở gần gũi với nhau, không phải là tách riêng ra trong một cái tu viện. Và vì thế nó có được thừa hưởng nhiều cái kinh nghiệm, và đồng thời nó cũng gặp khó khăn nhiều hơn. Cho đến bây giờ thì nói về thành công dựa trên những cái số liệu thì nó có khá nhiều thành công. Thì giống như là nó cũng có một cái giới hạn nào đó. Ở làng thì mình theo cái truyền thống của làng mình, ở đây là ngày mùa an cư là vào mùa đông. Nhưng mà cũng chính cái mùa đó lại là nhiều lễ lạc. Nào Tết Tây, nào Giáng sinh, nào Tết Ta, còn rằm nữa. Thế thành thử mỗi cái lễ nó chỉ cần khuếch trương ra thêm một tí thôi là nó đã chiếm khá nhiều thời gian. Chưa kể trong năm, theo cái số liệu thống kê của văn phòng ấy, thì số lượng khách ở lại qua đêm so với những năm đầu bây giờ là nhiều hơn, dạ, nhiều hơn là 6 lần. Cho nên á, là mình cũng, các thầy các sư cô đúng như nói là cũng có đến cái giới hạn nào đó nó phục vụ nhiều được. Thì mình đang tìm cách giảm bớt lại, ít nhất là vì chính vì thế nó cũng có một cái sự hơi giống như cô nói, nó bị đụng chạm đến tình cảm. Mình yêu thương chùa, mình muốn giúp chùa nhiều, và đồng thời mình cũng muốn có cái chùa cung cấp cái cơ hội để mình có cái tình cảm nhiều đó. Gói bánh chưng là một chuyện, Tết đến thăm phòng các thầy sư cô là một chuyện, rồi chơi vui văn nghệ ngày Tết nó cũng là như lục thuộc về tình cảm. Nhưng mà cái nhu cầu để mà các thầy các sư cô chăm bỏ nhiều thời gian hơn vào cái chuyện tu học sâu sắc ấy, nó cũng nhiều hơn. Tại vì cái trong năm nó mất nhiều thời gian, rồi bây giờ nó cái nhu cầu đó khó. Thì các thầy các sư cô mặc đầu tiên là mình rút bớt lại những cái ngày lễ chơi. Bây giờ lễ Tết là thí dụ như nếu như cho dù là lễ Tết Tây hay Tết Ta cũng vậy, tổ chức chơi bời thì cũng chỉ nửa ngày chiều ngày hôm đó và nửa sáng ngày hôm sau, tổng cộng lại một ngày thôi. Có ăn chơi gì cũng chỉ trong một ngày đó thôi, không có kéo dài như ngày xưa nữa. Là bởi vì cái nhu cầu của các thầy các sư cô vậy nó mới bền vững được, nó mới có cái năng lượng để phục vụ tiếp trong cả năm được. Tại vì nếu chỉ là một lễ Tết thì nó không thành vấn đề, nhưng mà đồng thời trong năm cái khoảng thời gian đó nó có tới mấy cái lễ khác nữa. Cho nên các thầy các sư cô nghĩ về lâu về dài sẽ phải thay đổi. Trước nhất là mình bớt cái lễ Tết lại để cho nó đỡ ồn ào, đỡ cái bớt những cái năng lượng kia. Nhưng mà bây giờ mình cũng vẫn phải đáp ứng nhu cầu tình cảm của các vị đến tới chùa. Thì mùa an cư này theo thông lệ bình thường là cái lần cuối cùng của tu viện, nó sẽ là mùa đông. Còn sang năm sau nữa mình sẽ đẩy nó sớm lên, nó sẽ bắt đầu từ tháng 9 và nó kết thúc ở cái khoảng tháng 11, tháng 12. Thì như vậy rằng là cái nhu cầu của các thầy các sư cô tập trung nhiều hơn vào chuyện tu học sâu sắc của mùa an cư, truyền thống của người tu phải chỉ để dành cho cái mùa an cư, mình sẽ làm như vậy. Nhưng như vậy thì cái thời gian cho những cái lễ Tết, ví dụ như holiday của Tết Tây hay là Christmas, nó cũng được đặt ra ngoài cái mùa an cư,
Thế ta cũng vậy, rằm cũng vậy. Thì như vậy là nó sẽ không xung đột với nhau về tình cảm, về nhu cầu nữa. Đó là một giải pháp. Thế nhưng mình cũng cần một thời gian để thực hiện cái đó. Năm nay thì chưa kịp, tại vì có thua. Phải không? Nó, vì các khóa tu này, vì những còn một sang một lát nữa. Mặc dù mình thấy đó là một giải pháp tốt, nhưng mình cũng cần phải thử. Tại vì như vậy nó cũng sẽ động đến cái kế hoạch của nguyên một năm, nguyên hai năm sau đó nữa. Vậy xin các vị cho cái thời gian để các thầy, các cô sắp đặt cái kế hoạch để mà nó không xung đột với nhau. Mình luôn luôn quan tâm đến cái nhu cầu của nhau chứ không phải là xung đột. Phải không? Rõ ràng là mình có giải pháp. Mình, sau một năm sau nữa, mình sẽ cho cái mùa an cư của các thầy, các cô lên sớm hơn. Thì như vậy lễ lạc nó có nhiều không gian hơn, mà tu học nó cũng được chăm sóc kỹ hơn. Giống như thầy Phương nói, các thầy, các cô rất cần cái sự chăm sóc của quý vị. Thế nhưng bây giờ chúng ta có cái giải pháp tốt hơn như vậy đó. Nhưng mà cũng xin kiên nhẫn một tí để mình có thêm thời gian để mình sắp đợt nó xong cái mùa an cư này. Tuệ giác đó nó lên như vậy, nhưng mà bây giờ chưa nhét vào chỗ nào được, nó phải đợi một chút không gian. Bây giờ mình đã quá nhiều rồi, mình đang phải thông cảm với cái nhu cầu của những vị tổ chức, họ làm bị trễ quá rồi. Dạ, Pháp Phong, hình như có một chút thông báo. Mình kết thúc câu hỏi ở đây nha, câu hỏi mình đáp ở đây. Và mời...